cậu thiếu niên mất trí nhớ đã lật ngược tình thế và trở thành võ thần điện quay về báo thù người đã hãm hại cha con cậu năm xưa phá thiên kính cửu trọng thiên thập trọng thiên tiêu hàn nhìn ta xem có đẹp không rất đẹp. Hôm nay, ta muốn ngươi chết thảm dưới thanh kiếm của ta. Không xấu hổ. Còn tìm đến cái chết Đồ đệ, con đã thuận lợi vượt qua thần kiếp. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho con chủ võ thần điện. Chờ anh. Anh đang đến rồi. Vợ à, anh đang ở đâu? Anh vừa mua xong đồ, hôm nay anh mua sườn rất tươi. Về nhà nấu món sườn kho em thích nhất, mau về ngay cho em. Vợ à, em sao thế? Cho anh 10 phút. người đẹp đừng đi làm quen chút nào chết tiệt đuổi theo cho tao lái xe kiểu gì tao vậy? chưa đạp phanh nữa ai dạy tụi mày lái xe kiểu này mày là thứ gì dám lo chuyện của tao à to gan quá nhỉ khẩu khí không nhỏ buông tao ra biết tao là ai không tao sẽ giết cả nhà mày mày biết đại ca của tao là ai không là thống lĩnh dưới trướng vương gia trấn nam dám động tao anh tao sẽ không để mày đi vương gia trấn nam đúng vậy chính là vương gia trấn nam một trong tứ đại võ thần điện thống trị châu thiên nam cầm đầu một phương, đắc tội với ta, tức là đắc tội với vạn đại quân của vương gia, đắc tội với mày là đắc tội với vạn đại quân. Mày là con riêng của Tôn Hồng Cảnh đúng không? Tôn Hồng Cảnh là ai? Tôn Hồng Cảnh chính là vương gia trấn Nam mà mày vừa nói đấy. Mày còn không biết cả tên của vương gia nhà mình. To gan, ngươi dám gọi thẳng tên của vương gia, tên đặt ra không phải là để người ta gọi sao? Tên gọi này không phải ai, cũng có thể gọi, dạy hắn một bài học cho ta. Tên nhóc, đại vương của chúng ta chấn thủ 16 châu thiên hải võ công cao cường cái thế ai không phục sẽ bị chém phải chém anh trai cút ra chỗ khác đi đồ không kính trọng đại vương người đâu xin hãy ra lệnh bắt hắn lại cho ta thủ hạ của nam vương các người đều không biết lý lẽ thế này sao rõ ràng người này trêu gẹo ta trước vị này thấy chuyện bất bình nên can thiệp các ngươi dùng quyền thế trả thù riêng à đúng ta trả thù riêng đấy nhóc con nói cho người biết làm anh hùng ư phải xem mình có tư cách hay không tư cách gì có tư cách đối đầu với một triệu quân thiên nam của ta. Ngươi có không vậy để ta thử xem. Nhóc này sợ đến ngu người rồi phải không? Huyền dạ, thông báo cho Tôn Hồng Cảnh. Năm phút không đến được Minh Quang Lộ, khu Tây thì mang đầu hắn đến đây. Ê, các ngươi nói vương gia sắp tới đây phải không? Ngươi đi rồi, nam vương của chúng ta. Ngươi dám gọi tới. Đây là chuyện mắc cười lớn nhất đời ta từng nghe. Anh à, anh không sao chứ tôi thì có chuyện gì được ngài đừng sợ nhà tôi có người quen với vương gia ngài chờ chút tôi sẽ gọi người nhà liên lạc giúp không có thời gian đâu người đâu đánh chết cho ta bắt về cho ta dừng tay Hỗ sược Vương gia, ngài sao đồ lại hỗ đến đây. Đại hùng, ngươi to gan thật, mau lên. Đại nhân, thuộc hạ quản không nghiêm, xin đại nhân giáng tội, xin đại nhân giáng tội đứng lên đi. Dương thì lớn mà có nhiều loại chim, cũng không thể trách ngươi. Cảm ơn đại nhân, nhưng ngươi quản giáo không nghiêm là thật. Phạt ngươi quay về suy ngẫm ba ngày. Dạ người đâu? Đem tên hỗn sược đó, xử lý theo quân pháp. Vương gia, vương gia, vương gia. Đại nhân, Việc suy ngẫm có thể để đến ngày mai không? Cái gì ngươi còn muốn mặc cả sao? Đại nhân, đêm nay thuộc hạ còn phải làm dự án cải tạo khu Tây. Dự án 300 tỷ, ngày thuộc hạ phải giao nó cho phu nhân nữa. Ngài có thể. Ngươi không nói ta cũng quên mất thôi. Vậy để mai suy ngẫm đi. Vâng, cảm ơn đại nhân. Được rồi, ta còn phải về làm sườn xào chua ngọt cho vợ. Đại nhân, để thuộc hạ tiễn ngài. Tiễn đại nhân. Không cần, ta có xe rồi. Đại nhân, đi thông đại nhân đi thông thả này cảm ơn anh đã giúp tôi tôi vẫn chưa biết tên anh là gì tiêu hàn tiêu hàn tiêu hàn alo chị em hình như tìm được anh ấy rồi ở đâu nam vân thành tiểu thư có thể lên máy bay rồi thay đổi hành trình không đi paris nữa đi nam vân thành nhưng còn hội nghị thương mại quốc tế paris so với vị hôn phu mà tôi đã tìm kiếm bao năm một hội nghị thương mại quốc tế nhỏ bé thì có là gì xem con có đáng mặt không? Hoàng cái gì chẳng phải đã nói sẽ đổ tội cho tên vô dụng đó rồi sao? Mẹ, đó là viên đá quý trị giá 30 triệu đấy. Nó có nhận ra không? Nếu nó không nhận thì sao? chúng ta cứ khăng khăng nói nó ăn cắp là được. Hỏi xem chị con tin nó hay tin chúng ta. Chẳng phải như thế là ổn sao? Gan của con cũng to thật. Viên đá đó là báu vật của chị con. Con cũng dám lấy. Con không còn cách nào khác. Dạo này gặp nhiều điều xui xẻo quá. Nợ nhiều tiền. Con có muốn vậy đâu? Để xem con còn dám ăn cắp không? con thề mẹ con thề con sẽ không đánh bạc nữa hôm nay tình hình căng thẳng thế này cũng định bỏ cờ bạc sao bỏ cờ bạc gì chứ nhà chúng ta chẳng ai dính đến cờ bạc cả nó nói vậy mà mẹ tin sao thôi để con đi nấu cơm quay lại đây mẹ con chuyện gì sao đừng gọi ta là mẹ nhà này không có con rể trộm cắp như cậu kẻ trộm tôi trộm cái gì chứ viên đá quý hải lam chi tinh của chị tôi trị giá 30 triệu nó được cất trong kết sắt ở phòng ngủ mà lại mất. Anh nói không phải anh lấy, vậy là ai? ai nữa ngoài anh? Câu hỏi đó phải dành cho cậu chứ? Trần Dịch Hiên, viên đá đó là báu vật của chị cậu. Cậu gan to thật. Tôi thấy gan to là anh đấy. Anh đã ăn cắp. Còn dám đổ tội cho em tôi. Anh chắc hẳn là kẻ trộm. Còn đổ tội cho em tôi vợ à anh đâu phải kẻ trộm đừng gọi tôi là vợ tôi không có chồng trộm cắp như anh anh thể là anh chưa bao giờ ăn cắp thứ gì của em chẳng lẽ viên đá quý đó tự mọc cánh bay đi à viên đá quý đó luôn được cất trong kết sắt ở phòng ngủ trong nhà cũng không có ai lạ cả nếu không phải anh trộm thì còn ai vào đây anh nói là em trai tôi sao từ nhỏ đến lớn nó không bao giờ vào phòng tôi đúng vậy chị hắn ta quá đáng lắm rồi chứng cứ rành rành mà anh ta còn không thừa nhận con muốn vu oan cho em con con nói xem sao con lại chọn một người như vậy để kết hôn chứ lựa chọn không đúng đắn ở chỗ nào chứ đủ rồi tiêu hàn anh có muốn tôi báo cảnh sát không em báo đi anh không thẹn với lòng tiêu hàn anh thật không biết xấu hổ nhà chúng tôi còn mặt mũi nào đúng vậy nếu để người ngoài biết nhà họ trần chúng tôi có một tên trộm làm con rể người ta sẽ nhìn nhà họ trần thế nào coi như anh may mắn nhà họ trần Sắp nhận được dự án cải tạo khu Tây trị giá 30 tỷ Thời điểm này không thể để xảy ra tin tức tiêu cực nào Tiêu hàn Vì nể tình vợ chồng bao nhiêu năm Coi như viên đá quý đó là tôi tặng anh Đủ để anh sống tốt nửa đời còn lại Ký vào đơn ly hôn này đi Ký vào đơn ly hôn này đi Ly hôn chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ của em Tất cả camera trong nhà em đã xem không hết Không có dung. người ngoài Chỉ có người nhà thôi Vậy ra 6 năm tình cảm đều là giả. Đủ rồi. Nếu không phải cô Trần có thì giờ anh đã phải ngồi tù rồi. Tiêu Hàn, đừng tự coi mình quan trọng quá. Anh chỉ là một người ở rể. Nhà này không có phần của anh. Đúng vậy, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có. Chỉ là dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm. Thì tính là người nhà gì chứ. Cùng lắm cũng chỉ là người giúp việc thôi. Giúp việc. Trong mắt các người, tôi chỉ là người giúp việc. Tiêu Hàn, Tôi thừa nhận những năm qua anh đã chăm sóc tôi rất tốt, nhưng tôi cần một người chồng có thể cùng tôi phấn đấu trong sự nghiệp, chứ không phải là một người giúp việc vô dụng. Huống chi bây giờ anh còn không có tiền đồ gì, thì ra anh đáng khinh đến vậy. Nhìn kiểu gì anh cũng có vấn đề. Bác sĩ, sao anh lại đến tôi đây? Tôi đến làm chứng. Viên đá quý là do anh ta trộm. Tôi đến làm chứng. Viên đá quý là do anh ta trộm kim dung đây có phải viên đá quý của cô không đúng rồi đây là viên trái tim của biển của giám đốc trần vương thiếu gia đây là chuyện gì vậy hôm qua ấy có một người đem viên đá này đến tiệm cầm đồ của tôi tôi nhìn cái liền biết đây là của cô nên vội vàng đem trả lại cho cô trả lại cho chủ cũ ai đem cầm nó vậy dĩ nhiên là anh ta rồi tôi sao không thì là ai thật trùng hợp quản lý tiệm cầm đồ đó lại quen biết anh ta biết rằng anh là con rể nhà họ trần nếu anh không tin tôi có thể gọi người đó đến đây. chúng ta có thể đối chất trực tiếp không cần đâu tôi đương nhiên tin anh tiêu hàn bây giờ anh còn gì để nói anh không? đã nói vậy mà em không tin giờ anh ta nói một câu mà em lại tin liền anh là thứ gì chứ gì mà hoàng thượng chứ không biết kẻ ngu muội và ít học hoàng thượng chu hàn gia tộc phụ tá lớn của vương phủ trấn nam cũng là tứ gia quyền lực nhất ở Nam Viên Thành. vị này chính là thiếu chủ của hoàng tộc. chỉ vì anh ta là thiếu chủ hoàng tộc nên anh ta nói gì cũng đúng sao? nếu không thì sao? với thân phận cao quý của Hạo Thiên, sao có thể vu oan cho một kẻ ở rể như anh chứ? cũng chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào tôn hồng cảnh, có gì đáng để tự hào? ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. vương quyền chấn nam quyền lực nhất trời nam. chúng ta tứ đại gia tộc có thể được vương gia giao nhiệm vụ đứng trên hàng vạn người vậy nếu tôi nói với cậu tôn hồng cảnh là thuộc hạ của tôi vậy nếu tôi nói với cậu tôn hồng cảnh là thuộc hạ của tôi vô lễ ngươi biết mình đang nói gì không phản rồi phản rồi ông ấy là người có địa vị cao và quyền lực là người có một triệu đại quân ngươi dám nói ông ấy là thuộc hạ của ngươi đến giờ phút này tôi cũng không giấu nữa dự án cải tạo khu tây đó chính tôi bảo tôn hồng cảnh giao cho cô không thể nào anh đang nói linh tinh trên đời này ai không biết cấp trên của tứ đại thiên vương chỉ có một người chính là vị chủ nhân của thần võ điện danh tiếng khắp nơi vị chủ nhân của thần võ điện quyền lực vô song kiếm chấn tứ phương đã tồn tại vô địch ngươi hiện giờ lại dám nói anh ta là cấp dưới của ngươi ngươi không chỉ xem thường vương gia mà còn xem thường vị đế vương võ thuật tối cao đó nếu câu nói này bị lộ ra ngoài toàn bộ võ điện không bỏ qua cho ngươi đến cả nhà họ trần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy con gái nhanh chóng đuổi anh ta đi đừng để liên lụy đến chúng ta tiêu hàn Nhanh chóng cút khỏi nhà tôi đi, đừng làm liên lụy tôi nữa, những gì họ nói, em đều tin tưởng một cách vô điều kiện. Còn những gì anh nói, em không tin một chữ nào, coi như tôi, Trần Kim Dung, mắt mù, kết hôn với kẻ miệng lưỡi lừa gạt này. Bây giờ, đến lúc mình nên kết thúc, Tiêu Hàn. Nhanh chóng ký vào bản thỏa thuận này, người như ngươi không xứng đáng với cô ấy. Chỉ có hoàng thượng mới xứng với con gái tôi. Nhanh chóng rời xa con gái của ta ngươi mau rời khỏi đây đi đây chính là lý do mà em muốn ly hôn phải không anh muốn nghĩ thế nào cũng được từ hôm nay trở đi tôi và tiểu thư trần kim dung sẽ chia tay mỗi người sống vui vẻ hy vọng em sẽ không hối hận giám đốc cô đúng là quá mềm lòng rồi cô nên đưa tên này vào ngục giam mới đúng bỏ tên vô dụng đó đi cô nên cảm thấy vui mừng tôi sẽ đi dạo phố với cô mua vài thứ cô thích để ăn mừng không cần đâu tôi còn phải chuẩn bị cho buổi ký kết tối nay đúng đúng buổi ký kết tối nay quan trọng nghe nói tối nay có một người bí ẩn từ võ thần điện sẽ tham gia người bí ẩn đó sẽ có mặt nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu người đó với nhà Trần của cô. Quá, quả không hổ danh là thiếu chủ của tứ đại gia tộc, có thể nói chuyện với chủ nhân võ thần điện. Tôi cũng chỉ là nhờ vào vương gia thôi. Nếu cô được điện chủ để mắt tới, nhà Trần thật sự sẽ phất lên. Vậy thì phải cảm ơn hoàng thượng rồi. Nếu nhà Trần chúng tôi có thể kết nối với điện chủ võ thần điện, nhất định tôi sẽ báo đáp hoàng thượng. Ngài nói buổi ký kết tối nay có nên tiếp tục không? Có chứ, phải tổ chức. Tôi còn phải đích thân có mặt, ba vị vương gia trấn Đông, trấn Bắc đang trên đường đến. Có cần kêu họ quay về không? Không cần, lâu rồi không gặp, cứ xem như buổi gặp mặt. Tứ đại gia tộc tập trung, thành Nam Vân đã khiến triều đình rung động. Ai mà ngờ, họ đến để bái kiến phu nhân điện chủ Trần Kim Dung. Lại bị hiểu lầm rồi tự tay phá hủy vinh quang này. Thật không biết tốt xấu, không nhắc chuyện này nữa. Đi điều tra xem ai là người sở hữu viên bảo thạch kinh sở này, đưa người đó đến đây, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay. Khoan đã, thông báo cho Tôn Hồng Cảnh tối nay chưa có lệnh của tôi không được để lộ thân phận của tôi điện chủ định cho trần kim dung cơ hội cuối cùng gia chủ của tứ đại gia tộc đều có mặt thế hệ trẻ của nhà tạ nhà tạ gì chứ chưa bao giờ nghe qua sao đuổi ra ngoài đi tứ đại gia tộc quyền thế ngập trời địa vị chỉ đứng sau vương trấn nam không phải là những gia đình nhỏ như chúng ta có thể với tới còn anh ta thì sao anh ta là nhân vật chính của buổi ký kết hôm nay. Một thương gia đang nổi lên ở thành Nam Vân. Chúc mừng Giám đốc Trần đã giành được dự án cải tạo khu Tây. Sau này mong được quan tâm nhiều hơn. Tổng Giám đốc Chu quá khen dự án cải tạo khu Tây này. Tập đoàn Trần chúng tôi tự lực, không làm hết được, vẫn phải nhờ các vị tiền bối giúp đỡ. Khách sao quá rồi. Tôi tò mò, Dự án này là do Vương Trấn Nam tự chỉ đạo. Tổng Giám đốc Trần, mối quan hệ này thật sự không tầm thường. Tôi và Vương Trấn Nam chỉ gặp nhau vài lần. Trong các buổi tiệc trước đây, không thân thiết gì, tôi cũng không biết sao ông ấy lại không giao dự án này cho ai khác, tất nhiên là vì Kim Dung tài giỏi. Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã đưa nhà Trần trở lại đỉnh cao. Thật không hổ danh là kỳ tài thương giới. Cảm ơn anh đã khen ngợi, thì ra là vậy. Vậy chúng ta càng nên mời dựa giám đốc Trần. Nào, chúng ta cùng nâng ly mời giám đốc Trần một ly. Nào nào. này tên vô dụng này sao ngươi lại đến đây này tên vô dụng kia sao ngươi lại đến đây tôi không thể đến à không thấy đây là nơi nào à đây là buổi ký kết của chị tao những người vào được đây đều là những danh gia vọng tộc hàng đầu của thành nam vân ngươi có thân phận gì mà đến đây nếu tôi không đến thì không ai xứng hơn tôi cả khẩu khí lớn thật tiêu hàn ngươi bị con gái ta đá rồi đầu óc có vấn đề rồi à tiêu hàn ngươi đến đây làm gì con phải hỏi à hắn là một tên trộm chắc chắn đến đây để nói đúng đấy đâu. nghĩ mà xem hôm nay đến đây toàn là những nhà giàu có ở nam vân thành lấy trộm vài món đồ cũng đủ cho hắn sống cả đời tiêu hàn đừng làm cản giám đốc trần cô vẫn tự cao tự đại thế nhỉ chưa nói câu nào đã đổ cho tôi tội danh nói chuyện kiểu gì thế ta nói cho ngươi biết con gái ta hôm nay là của hồi môn quan trọng nhất chỉ cần nó nói một câu ngươi đừng mong sống nổi ở nam vân thành biết điều thì mau cút đi đừng làm cho cười cho thiên hạ tiêu hàn ta không cần biết ngươi đến đây làm gì chỉ cần ngươi rời khỏi Mọi chuyện ta đều có thể bỏ qua, cô chắc chắn muốn tôi rời khỏi chứ? Tôi chắc chắn, nơi này không phải chỗ dành cho ngươi. Nếu tôi thực sự rời đi thì hợp đồng 30 tỷ của cô sẽ tan thành mây khói đấy. Tiêu Hàn, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nữa. Chị ơi, chị còn nói chuyện với hắn làm gì? Tên trộm này tự dẫn xác đến tận cửa. Chị cho người bắt hắn đi, rồi ném thẳng vào ngục. Rồi nói anh ta là tên trộm. ai là tên trộm tên vô dụng này dám đánh con trai ta ngươi dám đánh tôi tiêu hàn ngươi quá đáng rồi dựa vào gì mà đánh em ta chỉ vì hắn vô cáo vô căn cứ luôn chế nhạo tôi giọng điệu đầy ác ý tôi nể mặt cô mới không tính toán với hắn nhưng bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi tiêu hàn ngươi thật quá đáng sao hoàng hạo thiên có ý kiến ngươi gì ngươi cũng hả? không nhìn xem đây là đâu dám ra tay ở đây ngươi đánh thì đã đánh rồi vẫn phải chọn địa điểm ngươi có biết mấy người ở nam thành không coi ngươi ra gì không ngươi là gì đòi ta coi trọng? ngươi nói có vẻ hơi thú vị đấy chứ Sao vậy? Có vấn đề gì vậy? Chú à, hắn đã ăn trộm viên ngọc bích, hôm nay chạy đến bữa tiệc này để gây sự. Cũng thật to gan. Chỉ là một gã rể vô dụng dám ăn trộm đồ của gia chủ. Nếu là ta, ta sẽ không để ngươi yên và cho một trận rồi. Trần Tổng, sao lại nói chuyện với loại người như vậy? Tiêu Hàn, anh cũng thấy đấy, mỗi người ở đây đều không phải là người có thể động vào. Nếu muốn sống thì hãy mau đi đi. Đừng nói lung tung nữa, không, Xin lỗi, cô nói sai ngươi là gì? Ta nói là họ không động vào được ta. Chúng ta không dám động vào ngươi, không cần nhắc đến tất cả những người ở đây, chỉ cần nói riêng về ta, ta là hoàng tử của bốn gia tộc lớn, giám đốc tập đoàn Thiên Nam, ta lại không dám động vào ngươi, một gã rể vô dụng à, đừng nói là ngươi, kể cả cha ngươi đến cũng không dám động vào ta. Thú vị thật sự. Còn ta thì sao, Chu Viễn Sơn, chủ tịch tập đoàn Chu? Ngươi đứng đầu gia tộc Chu trong bốn gia tộc lớn. Ta có thể động vào ngươi không? Không dám động vào, còn có ta, trưởng gia tộc Hàn. Hàn Quân Nguyệt, ngươi sáng lập tập đoàn Hồng Thượng, ta có dám động vào không? Cũng tính vào ta một phần gia tộc Triệu. Chủ tịch công ty dược phẩm Quảng Trần, có dám động vào ngươi không? Ta không. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Toàn bộ 70% tài chính ở Diên Thành đều thuộc về bốn gia tộc chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Là vương gia trấn Nam à? Tôn Hồng Cảnh cũng không dám động vào ta. Thật quá đáng, dám không tôn trọng vương gia trấn Nam. Kẻ nào mà dám ồn ào ở đây vậy? Dám ở đây mà lớn tiếng như vậy. Người đâu, đến đánh gãy chân tên phế vật này rồi ném ra ngoài, đánh cho hắn gãy cả răng. Ta muốn xem hắn không có răng thì còn dám cứng đầu không, báo cáo thủ vệ. Tất cả dừng lại cho ta. Mọi người đang làm gì vậy, không biết đây là nơi nào sao? đại hộ pháp ngài đến đúng lúc lắm tên phế vật này gã rể họ trần này dám nói lời thiếu lễ phép ở đây coi thường vương gia tôi muốn giáo dục hắn đúng vậy hắn lại dám nói năng ngông cuồng coi thường vương gia đã bị bốn gia tộc chúng ta chạm chán chắc chắn không thể bỏ qua bốn gia tộc chúng ta rất cảm kích ân huệ của vương gia chắc chắn sẽ không để ai coi thường vương gia đây là nơi vương gia công bố những điều quan trọng hành động ở đây mới là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với vương gia chị cô gái này là ai vậy Cô ta là đại hộ pháp của Võ Thần Điện, tên là Huyền Dực. Không chỉ là thuộc hạ của vương gia, mà còn thuộc về vị điện chủ thần bí của Võ Thần Điện. Coi như là thiên tử xuất hiện, dù là vương gia hay quan trọng thần lớn, cũng phải đối đãi một cách cung kính với cô ấy. Nhưng mà đại hộ pháp, ngươi có ý kiến gì với lời ta nói sao? Không, chỉ là muốn hỏi, sao vương gia vẫn chưa tới? Vương gia có việc bị trễ một chút, sẽ đến ngay thôi. Vương gia thường rất đúng giờ, có phải đã xảy ra chuyện quan trọng gì không? Không có gì quan trọng cả, chỉ là có một vị khách quý đến. Khách quý, nhị tiểu thư của nhà họ Lý, gia tộc đứng đầu Kinh Thành. Kinh Hồng. Bắc Lý, gia tộc danh tiếng nhất của nước hạ, sở hữu hai đại tướng hàng đầu. Không ngờ cô lại chính là nhị tiểu thư của nhà họ Lý, xin thử lỗi. Vì tôn mẫu quản giáo không nghiêm, mấy kẻ không ra gì đã làm phiền nhị tiểu thư mong được thông cảm. Vương gia khách sáo rồi, như vị tiên sinh kia đã nói, rừng lớn thì nhiều loại chim. Vương gia không cần tự trách mình. Nhị tiểu thư lần này đến đây có chuyện gì không? Ta đến để tìm một người. Nếu nhị tiểu thư cần tôn mỗ giúp đỡ, xin cứ dặn dò. Đa tạ vương gia, ta đã tìm thấy người đó rồi. Ta còn tưởng nhị tiểu thư đến tìm ta. Có phải cần ta giúp tìm người không? Người đó tối nay sẽ xuất hiện trong buổi ra mắt của vương gia, cho nên kinh hồng đã trì hoãn việc để đến lấy hai cái thiếp để tránh gặp phải điều xấu ai sẽ là người trong buổi ra mắt của ta vậy chuyện này khi vương ra đến ngươi sẽ biết tốt chúng ta sẽ đợi xem không còn sớm nữa nhị tiểu thư có muốn cùng đi không ông cứ đi trước đi tôi còn phải đợi chị tôi chị cô là chủ gia tương lai của nhà lý cũng đến nam vân thành cô ấy còn chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho hắn vị hôn phu đó Thế nào rồi, đã chuẩn bị xong, rất tốt, tôi sẽ tới ngay, chị. Còn chuyện gì nữa, đây là tin tức tôi dò la được. Anh rể vừa mới ly hôn với vợ cũ, không phải rất tốt sao, nguyên nhân ly hôn là vì vợ cũ đã. Vu khống anh ấy ăn cắp một viên ngọc 30 triệu, nhưng khả năng lớn là do Trần Dịch Hiên làm, chờ tôi ở cửa hội trường, tôi sẽ xem ai dám vu khống. Hôn phu của Lý Công Tử Kinh thành Lý Tuấn đó chính là hai gia tộc hàng đầu của cả đại hạ quốc bắc lý nam tiêu hai đại thế gia của nước hạ lý vũ hiểu cùng nhau quản lý thiên hạ nhị tiểu thư của gia tộc lữ sao lại đến nam vân thành ta có thể đoán được là nghe nói tổ tiên của gia tộc lý ở đây hơn ngàn năm trước đã bắt đầu ở đây sau đó khi buôn bán lớn lên thì đã chuyển tới kinh thành ta nhớ ra rồi có câu nói như vậy ở thành đô đó còn có tổ đường của nhà lý nữa nếu có thể kết thân với nhà lý thì chúng ta sẽ phát tài nhị tiểu thư của nhà ta đang đến không ai được động tay ở đây đúng 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 tiêu hàn hôm nay may cho ngươi đại hộ pháp không cho động thủ ở đây nếu không thì ngươi bây giờ như một con chó chết bị kéo đi ta thấy vận may tốt là các người mới đúng nếu thật sự động tay trở thành chó chết chắc chắn là ngươi tiêu hàn anh có thể im miệng không có phải nghĩ rằng đại hộ pháp không cho phép động tay anh có thể làm càn được không tôi chỉ nói sự thật thôi tốt sau đêm nay ta sẽ cho ngươi biết uy lực của hoàng gia toàn lũ quê mùa nhìn tưởng gà đất ngươi dám sỉ nhục hoàng gia ta còn dám mắng chúng ta nữa chúng ta cùng thuộc tứ đại gia tộc hoàng gia là gà đất còn chúng ta là gì tên nhóc này còn dám ngông cuồng như vậy tên nhóc tứ đại gia tộc chúng ta vinh nhục cùng nhau mắng hoàng gia tức là mắng chúng ta bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi ta đi có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc để ngươi một con đường sống tiêu hàn sao anh còn không mau xin lỗi các gia chủ đi các vị trưởng bối đây là hiểu lầm thôi không phải hiểu lầm ta không nhằm vào ai cả ta chỉ muốn nói là tất cả các gia tộc ở đây đều là gà đất chó đá toàn là rác rưởi thật sự điên rồi tiêu hàn ngươi muốn chết à tên nhóc ngông cuồng ngươi có biết ngươi đã làm gì không tên nhóc giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi cũng đã quá muộn ngươi dám sỉ nhục cả nam vân thành sao tên nhóc từ giờ thành phố này sẽ không còn chỗ cho ngươi nữa bất kể tên này ngông cuồng thế nào Ngươi định cứ để hắn tiếp tục kiêu ngạo thế sao, ngông cuồng? Ta thấy thú vị đấy chứ. Tiêu Hàn, tôi biết vụ ly hôn đã khiến anh bị sốc, tôi nghĩ anh đã hoàn toàn điên rồi, tôi có thể tìm một bệnh viện tâm thần cho anh, gửi anh đi chữa trị. Cô nghĩ tôi điên sao? Nếu anh không điên, anh có thể làm ra chuyện này sao? Cô vẫn tự cho mình là đúng. Kẻ tự cho mình là đúng chính là anh, Tiêu Hàn, Kim Dung, cô đừng nói với hắn nữa, tôi biết hắn muốn làm gì, hắn muốn trả thù cô. Trả thù tôi, chính xác, hắn không cam lòng khi ly hôn với cô nên như một con chó điên, chỗ nào cũng cắn người. Hắn không chỉ xúc phạm chúng ta, mà còn đắc tội với Trấn Nam Vương. Hắn chỉ muốn kích động chúng ta mà thôi. Sao phải như vậy? Hắn làm như vậy chỉ để chọc tức Vương ra. Để Vương ra trách cứ nhà các ngươi. Đến lúc đó, dự án cải tạo khu Tây của các ngươi sẽ bị hủy bỏ và còn hủy bỏ hợp đồng 300 tỷ của ngươi nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi, con thú độc ác, lòng dạ thật độc ác. Ta nói sao hắn lại đến tìm cô, thì ra là muốn cùng chúng ta đồng quy. Tiêu Hàn, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy. Chính ta, Trần Kim Dung, thật mù quáng khi kết hôn với ngươi. Mặc người ngoài nói gì, cô đều tin tưởng mà không chút hoài nghi, mỗi câu tôi nói, cô không tin một chữ nào. Ngươi cũng xứng đáng nói với vua sao, vua là thái tử của hoàng tộc, nói gì cũng có trọng lượng, còn ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, phẩm hạnh thấp kém. Dù ngươi có nói những lời điên rồ, rồi trá. Vậy thì nói cho ta biết, làm thế nào để tin ngươi. Con gái ta đã nuôi ngươi 6 năm, cung cấp cho ngươi ăn uống, ngươi đáp lại cô ấy như thế này sao? Dù chỉ là một con chó nuôi 6 năm, cũng sẽ vẫy đuôi mà cầu xin, mà ngươi lại đáp ơn báo oán, ngươi không bằng một con chó. Đáp ơn báo oán. Nếu không có sự âm thầm của ta, ngươi, Trần Tổng, làm sao có thể thành thiên tài của Nam Vân Nhà nên. Trần các ngươi có được địa vị như hôm nay? Cô, Trần Kim Dung, mới có thể đứng ở đây. Tiêu Hàn, ta, Trần Kim Dung, nhà Trần chúng ta có được ngày hôm nay, đều là nhờ công sức của một mình ta, cũng chính vì vậy. Nam Vương mới coi trọng ta, đưa dự án cho ta, ta không thể để ngươi phá hủy nó, ngươi quan tâm đến hắn. Chỉ vì hợp đồng 300 tỷ thôi, sao ta lại không quan tâm? Ta, Trần Kim Dung, có được cơ hội như hôm ta nay. Ta không thể để ngươi tự tay hủy hoại tương lai của mình. Chính cô đã tự tay hủy hoại tương lai của mình. Ta trước đây còn nhớ đến tình cảm 6 năm vợ chồng. Còn muốn để lại cho ngươi một chút nước mắt. Ngươi ăn trộm đá quý của ta mà ta không báo cảnh sát. Ngươi làm ầm ý ở đây mà ta còn giúp ngươi giải thích. Bây giờ xem ra là ta sai rồi. Trần Tổng, đây không phải lỗi của cô. Mà là hắn lòng lang giả sói cô nói đúng tiêu hàn ta trần kim dung thật sự đã dành hết lòng tốt cho người các vị người này cố ý đến đây gây rối còn có ý định làm nhục danh dự nhà trần chúng ta ta trần kim dung từ bây giờ ta và tiêu hàn sẽ đoạn tuyệt quan hệ những việc làm vô lý của hắn tối nay sẽ do chính hắn chịu trách nhiệm dù sống hay chết đều không còn liên quan gì đến nhà trần chúng ta tôi chỉ đợi câu này của cô tốt lắm các vị người này tính tình ngạo mạn không biết hối cải hôm nay ta dưới danh nghĩa thái tử hoàng gia sẽ phát lệnh truy sát hắn truy sát người này lệnh truy sát ngươi muốn truy sát ta đương nhiên không phải ta dù sao cũng phải cho đại hộ pháp một chút nhưng sau đêm nay tất cả những ai liên quan đến hoàng gia ta sẽ xem ngươi là kẻ thù hoàng gia sẽ truy sát ngươi không chết không thôi thú vị ghê ngươi thấy thú vị sao cũng tính là một điều thú vị đối với ta nhóc ngươi rất kiêu ngạo đấy cuộc đời này điều khiến ta khó chính là những kẻ trẻ tuổi kiêu căng ngu dốt như người gia tộc chu cũng đã ra lệnh sát hại kẻ này còn cả gia tộc hàn nữa nhóc mày không phải muốn chơi sao vậy thì ta sẽ chơi cùng mày các vị gia tộc hàn cũng đã ra lệnh sát hại kẻ này khi những người bạn đã ra tay chúng ta cũng không thể ngồi yên gia tộc triệu cũng ra lệnh sát hại kẻ này không chết không thôi vậy mày đã hài lòng chưa ở toàn bộ nam viên thành đây là lần đầu tiên có lệnh sát hại một người chỉ với bốn kẻ vô tích sự này mà cũng muốn giết ta ngươi vẫn chưa biết hối cải sao cô trần đừng khuyên hắn ta nữa hắn ta căn bản không nghe lời ta đã sống vài chục năm đây là lần đầu tiên thấy một kẻ không biết sống chết như thế đúng vậy bất kỳ gia tộc nào trong bốn gia tộc lớn ra lệnh sát hại đều không thoát khỏi tai họa bốn gia tộc hợp lực ra lệnh từ tối nay ngươi sẽ trở thành chuột ở nam vân thành gia tộc vương ở nam vân thành sẵn lòng đáp ứng lời kêu gọi của bốn gia tộc ra lệnh sát hại giết chết kẻ này Gia tộc Xu ở Nam Vân Thành sẵn lòng đáp ứng lời kêu gọi của bốn gia tộc, ra lệnh sát hại, giết chết kẻ này. Gia tộc Lưu ở Nam Vân Thành sẵn lòng đáp ứng lời kêu gọi của bốn gia tộc lớn, ra lệnh sát hại, giết chết kẻ này. Tiêu Hàn, ngươi thấy chưa, đây chính là kết quả khi chọc giận mọi người, toàn bộ Nam Vân Thành đều đã ra lệnh sát hại. Nhóc, hôm nay mày cũng có thể coi như đã tạo nên lịch sử, từ tối nay trở đi, mọi người ở Nam Vân Thành sẽ coi mày là kẻ thù, dù mày chạy đến góc nào cũng sẽ có người đuổi giết mày đến chết, khi mày chết thảm ta nhất định phải tận mắt thấy cái miệng của mày còn nói ra những điều gì kim dung giờ chỉ còn thiếu phản ứng từ gia tộc trần tôi hoàng thượng gia tộc trần chúng ta làm ăn nghiêm chỉnh điều quan trọng là thái độ của cô không sai người ta thường nói kết máu an thể hôm nay mọi người tụ họp tại đây cũng coi như là duyên phận hôm nay sẽ dùng máu của tên điên này làm lời thề thực sự là một câu chuyện hay ông tiền chúng ta đều đang giúp kim dung khi cô còn đang do dự chỉ cần thể hiện thái độ là đủ không cần phải ra tay đúng vậy chị trong tình huống này nếu không đồng ý gia tộc của chúng ta sẽ bị toàn bộ quyền quý ở nam vân thành xa lánh đúng vậy cho dù chúng ta có lấy được dự án cải tạo khu tây cũng không có họ giúp đỡ ta cũng không làm nổi cô quả nhiên vẫn coi trọng việc kinh doanh hơn ta tiêu hàn ta và ngươi đã cắt đứt ân nghĩa bây giờ ngươi như thế đừng oán trách ta gia tộc chúng ta sẵn lòng đáp ứng lời kêu gọi của bốn gia tộc lớn ra lệnh sát hại giết chết kẻ này tốt như vậy mới đúng chứ. Đại hộ pháp, chúng ta không động tay ở đây được chứ, tự tìm cái chết thì không thể trách ai. Nghe thấy chưa, đại hộ pháp đã nói rồi, ngươi tự tìm cái chết. Ta đang nói về ngươi đó. Vương gia Trấn Nam. Vương gia Trần Nam. Tham kiến vương gia, miễn lễ. Vương gia, ngài đến thật. Chúng tôi đang muốn sát hại tên Kiêu Ngạo này. Tên Kiêu Ngạo không sai chính là hắn rể của gia tộc trần hắn không hài lòng ly hôn với giám đốc trần nên đã đến buổi họp này nói năng huênh hoang như một con chó điên bắt ai thì cắn người ấy đúng vậy không sai kẻ này tâm địa độc ác hắn muốn dùng thủ đoạn này để khơi mào phẫn nộ kéo theo giám đốc trần đúng vậy vương gia hắn còn bất kính với ngài đã nói nhiều điều khinh thường ngài hắn muốn dùng thủ đoạn này để khiến ngài giận dữ với giám đốc trần hủy bỏ đơn hàng của ngài vương gia giám đốc trần thật sự rất tiêu đã công khai tuyên bố đoạn tuyệt với kẻ này cũng đồng thời phát lệnh sát hại vương gia sáng suốt sẽ không trách nhiệm thuộc hạ Giám đốc Trần: Vâng, vương gia, kẻ này là chồng cũ của tôi, mặc dù hắn luôn vô dụng nhưng tôi luôn nhẫn nhịn. Vì hắn đã ăn cắp viên ngọc của tôi, tôi không thể nhịn được nữa nên đã ly hôn. Không ngờ hắn lại đến quậy phá ở đây. Mong vương gia minh xét, vương gia sẽ đứng ra làm chủ cho chúng tôi chứ? Vương gia, viên ngọc xa phía đó có giá 30 triệu, chị tôi đã không truy cứu hắn nữa, không ngờ hắn lại độc ác như vậy, xin vương gia nhất định đừng tha cho hắn. Đúng vậy. Vương gia, kẻ này thật sự kiêu ngạo vô cùng khinh thường Nam Vân Thành chúng ta, còn nói chúng ta, chúng ta còn kém xa, thậm chí không để ngài vào mắt. Đúng vậy, vương gia, kẻ này còn nói nói rằng dự án cải tạo khu Tây này là do hắn khiến ngài giao cho giám đốc Trần, ngài thấy có buồn cười không? Hắn còn dám nói to mồm, nói rằng vương gia cũng không dám động đến hắn, tên hung hãn này, vương gia phải chém hắn. Để làm gương. Xin vương gia chém hắn. Để làm gương. Để làm gương. Ôi, giám đốc Trần, ý cô thế nào? Tôi đã công khai tuyên bố đoạn tuyệt với kẻ này. Mong Vương gia ghi nhớ, đoạn tuyệt ân nghĩa, một câu đoạn tuyệt ân nghĩa thật hay, giám đốc Trần quả thật là người làm việc lớn, Vương gia thật khéo. Bản Vương làm việc luôn công bằng, chỉ là lời nói xúc phạm thì không đáng phải chết. Nhưng ăn cắp thứ có giá trị 30 triệu thì chắc chắn sẽ ngồi tù hơn 10 năm. Giám đốc, cô cô chắc muốn bắt kẻ này vào tù không? Tôi chắc chắn, ngay cả nếu đó là người thân của cô hắn đã phạm phải sai lầm lớn như vậy mà vẫn không biết hối cải thì không là người thân của tôi tốt lắm giám đốc quả thật rất có nghĩa người đâu bắt hắn lại hà vương gia vương gia vương gia ngài đã nhầm ngài nhầm rồi vương gia ngài bắt nhầm rồi hắn mới là kẻ ăn cắp vương gia ngài định làm gì đây hôm nay tôi đã bắt được một băng nhóm rửa tiền trong khi thẩm vấn phạm nhân Tôi đã thấy video này. Tôi đã mang về đây. Tôi cảm thấy người trong đó rất giống Dịch Hiên. Hãy xem qua một chút đi. Sao có thể như vậy? Hoàng thượng, ngài không phải nói rằng viên ngọc này đã bị bán ở tiệm cầm đồ của ngài. Tôi cũng không biết. Tôi cũng chỉ nghe thuộc hạ nói. Cô vẫn chưa hiểu sao. Viên ngọc này vốn dĩ là do em trai cô ăn. Chính bọn họ bày mưu cố tình đổ tội cho tôi. Còn về Hoàng thượng, hắn có ý đồ không tốt với cô. Đã muốn hãm hại tôi. Nhưng cô lại không hề nghi ngờ gì cả. Vậy mà lại tin tưởng dễ dàng. Ôi, giám đốc Trần. Cái này là sao? Hãy nói đi. Chị ơi, em sai rồi, chị ơi, em cờ bạc nợ rất nhiều tiền, em không còn cách nào. Thêm một điều, theo lời khai của phạm nhân, là Hoàng Thiên Hạo đã bày trò cho em trai ngài, hắn mới thua nhiều tiền như vậy. Hoàng Thiên Hạo, giờ ngươi biết vị Hoàng Đại Thánh mà ngươi tin tưởng vô cùng, có phải là lời vàng ý ngọc không rồi chứ? Hoàng Thiên Hạo, ta đã tin ngươi đến vậy, nghe ta nói đã, ta làm tất cả vì ta quá yêu nàng nên mới làm những việc này. Người câm miệng các người là người thân cận nhất của ta. Vậy mà lại cùng nhau lừa ta, ta chẳng phải đều vì con sao, tên vô dụng này, nhau rất mùng tơi, đi theo hắn thì có lợi gì. Đúng vậy chị à, chẳng phải chị cũng từng nói, chị và hắn càng ngày càng không còn tiếng nói chung sao. Tất cả đều vì tốt cho chị, giám đốc Trần, cho dù viên đá quý không phải do tên kia lấy, nhưng kẻ này không biết trên dưới. Cô nên ly hôn với hắn lâu rồi, các ngươi câm miệng hết đi. Mang đi, tống vào ngục, xét xử nghiêm khắc. Chị, là chị gái của đệ mà, chị à. Cầu xin vương gia, nó dù gì cũng là em trai ruột của tôi. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho nó một mạng. Xin vương gia rộng lượng, giám đốc Trần, ta rất thất vọng về cô. Vương gia, công tư phân MINH không thể vì tình riêng. Lần này cô tha cho hắn vì hắn lấy cấp 30 triệu. Lần sau cô sẽ tha cho hắn vì hắn lấy cấp 300 tỷ. Cô làm như vậy, sao ta có thể tin cô? Sao ta có thể giao dự án 30 tỷ này cho cô được? Kim Dung, không thể để em trai con ngồi tù được đâu hơn nữa chuyện này không chỉ ta tha cho hắn là được người mà cô vu oan không tha thứ cô cũng chỉ có ngồi tù đến chết thôi tiêu hàn xin hãy lần này em trai tôi sai coi như tôi cầu xin anh tiêu hàn xin hãy tha thứ lần này em trai tôi sai coi như tôi cầu xin anh trần tổng trước khi tha thứ hình như cô quên một chuyện chuyện gì xin lỗi xin lỗi là tôi đã vu oan cho anh xin anh hãy tha thứ Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Anh sao có thể tuyệt tình như vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt là cô, người ra lệnh giết tôi cũng là cô. Sao bây giờ lại thành tôi tuyệt tình? Tiêu Hàn, ngươi bớt đắc ý đi, dù không phải ngươi trộm thì sao, ngươi đối xử Trần tổng như vậy, đủ để chứng minh ngươi là kẻ vô ơn bội nghĩa. Kẻ phế vật, cục nợ của chúng ta. Cho dù đã vu oan ngươi, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đòi bắt con trai ta ngươi còn có phải người không ngươi hả à? cả gia đình các ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt tiêu hàn tôi hỏi anh lần cuối cùng anh rốt cuộc có tha thứ cho em trai tôi không không tha thứ bao nhiêu năm qua mẹ cô và hắn luôn hành hạ tôi lạnh lùng mỉa mai trước đây tôi nể mặt cô mà bỏ qua nhưng đừng quên tôi cũng là người có thủ dai. kim dung đừng để mình tức quá hại thân còn ngươi, dù không trộm bảo vật, nhưng ngươi đã xúc phạm đến mọi người, xúc phạm đến bốn đại gia tộc, xúc phạm đến vương gia, ngươi giải thích thế nào đây? Đúng vậy. Trước khi vương gia tới, người này còn điên cuồng sủa bậy, kẻ này tỏ ra khinh thường ngài và nói người có mặt ở đây đều là cặn bã, cô định làm gì? Tôi biết vương gia không quan tâm đến những lời lẽ khinh miệt này, nhưng đây là một nơi vô cùng trang trọng. Kẻ này thân phận hành kém, thực sự không phù hợp để ở đây, xin vương gia ra lệnh đuổi hắn đi. Xin vương gia đuổi hắn đi. Đuổi hắn đi các ngươi sẽ truy sát hắn, đúng không? Truy sát. Đúng như vậy. Kẻ này ăn nói ngông cuồng, lăng nhục chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Hạo Thiên, các gia tộc lớn ở Nam Vân Thành đã ra lệnh truy sát hắn. Vương gia, chúng ta đều là những người có uy tín trong Nam Vân Thành. Sao có thể để một kẻ như thế làm nhục? Vương gia, điều này liên quan đến danh dự của tất cả các quý tộc. Kẻ này không bị trừ bỏ. Chúng ta làm sao còn mặt mũi để đứng vững ở Nam Vân Thành? Được, các ngươi quả thực có lý do để nói còn ai tham gia nữa nhà họ vương cũng tham gia nhà họ hứa cũng ban hành lệnh truy sát còn nhà họ lưu chúng ta rất tốt các quyền quý nam vân thành đều tham gia trần tổng còn ngươi thì sao nhà họ trần của chúng ta cũng đã ban hành lệnh truy sát tuyệt vời xem ra hắn thực sự đã khiến mọi người phẫn nộ đúng vậy xin vương gia đuổi hắn đi những việc còn lại chúng ta sẽ tự giải quyết xin vương gia ra, ra lệnh được các ngươi thật to gan Trấn Nam Vương Tôn Hồng Cảnh. Bài kiến đại nhân, bài kiến đại nhân, xin đại nhân xử lý. Trấn Nam Vương Tôn Hồng Cảnh. Bài kiến đại nhân, xin đại nhân xử lý. Đại nhân. Vương gia, ngài có phải nhầm rồi không? Hắn chỉ là một kẻ vô dụng, sao có thể là đại nhân? Đồ không biết sống chết, đến giờ này còn không tỉnh ngộ. Đứng dậy đi. Tạ đại nhân. Giờ ngươi đã tin chưa? Tin gì? Ta đã nói, những năm qua đơn đặt hàng của công ty ngươi, các khoản nợ kinh doanh đều do ta tìm người giúp ngươi giải quyết. Tôn Hồng Cảnh, lý do mà dự án cải tạo khu Tây này thuộc về cô cũng là do công ty tôi, đúng vậy. Đều là do đại nhân căn dặn, không thể nào, những nỗ lực bao năm qua đều do tôi tự đạt được. Tiểu thư Trần, cô nói như vậy là quá xem trọng bản thân rồi. Trên đời này thiếu gì người nỗ lực chứ? Vì sao cô có thể thành công? Đó là nhờ vào sự chiếu cố của đại nhân, không có sự chiếu cố của đại nhân tôi sẽ để ý đến nhà họ Trần của cô sao? Nếu không có đại nhân, nhà họ Trần đã phá sản từ lâu rồi. Không thể nào. Sao anh không nói cho tôi sớm hơn? Tôi có nói thì cô cũng không tin. Thân phận đại nhân vô cùng tôn quý. Không nói nhà họ trần của các người. Ngay cả tôi cũng phải tôn kính vạn phần. Đại nhân không nói rõ thân phận thật. Là để không muốn gây áp lực lớn cho nhà họ trần. Nhưng không ngờ các ngươi không biết sống chết. Lại dám xúc phạm đến đại nhân. Các ngươi thật là gan to bằng trời. Đại nhân, không liên quan đến chúng tôi, đều do họ ép buộc chúng tôi. Là bốn đại gia tộc dẫn đầu, nếu không theo, sẽ lập tức bị họ tính sổ. Xin đại nhân minh giám. Xin đại nhân minh giám. Bốn đại gia tộc ư Để ta xem ai trong số các ngươi cầm đầu Hoàng Hạo Thiên Ngươi hại chết rồi Gia tộc họ Hoàng của chúng ta bị ngươi hại chết rồi Con không biết gì cả Cha phải cứu con Gia tộc họ Hoàng 300 năm tích tụ Đều bị hủy hoại trong tay ngươi Hoàng Phi Hổ Ngươi là nỗi nhục của gia tộc họ Hoàng Đến thật đúng lúc Vương gia Thuộc hạ đến chế Đứa con bất hiếu này không biết Đã gây ra đại họa Xin vương gia phán xử Tôi là một kẻ nhỏ bé sao dám trách mắng thiếu chủ hoàng gia chứ? dù sao thiếu chủ hoàng gia cũng là miệng vàng lời ngọc. trước tiên là quả quyết nói ta ăn cắp đá quý, ép ta từ hôn đuổi ta ra khỏi nhà, lại còn dám triệu tập tất cả quyền quý thành nam vân ban lệnh truy sát ta. thật là oai phong, thật là khí phách, không hổ danh là thiếu chủ của nhà họ hoàng. nghịch tử, còn không mau xin tội với đại nhân. đại nhân, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Tha cho tôi đi, tôi ta bị ép mà. Đại nhân, xin tha cho tôi, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Gia chủ họ Hoàng ngươi tự giải quyết đi. Vương gia, thuộc hạ theo ngài nhiều năm, không công lao thì cũng có khổ lao, ngay cả lời của đại nhân hoàng phi hổ ta cũng không dám cãi. Điều duy nhất ta có thể làm là để ngươi dẫn hắn về và cho hắn một cái kết hoàn mỹ. Vâng. Thuộc hạ tuân lệnh. Cút, còn không mau cút đi, thật mất mặt. Các vị, đến lượt các ngươi rồi. Các vị, đến lượt các ngươi rồi. Đại nhân, thật ra tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà. Các ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, còn dám nói là hiểu lầm. Vương gia, ba nhà chúng ta, chỉ là người đứng xem thôi. Còn mâu thuẫn, là do nhà họ Trần và Hoàng gia gây ra. Chẳng liên quan gì đến ba nhà chúng ta cả. Các ngươi phủi sạch thật đấy, nhưng đừng quên, ta đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Thưa đại nhân, ta thừa nhận rằng trong chuyện này ta, Triệu Nguyên Sơn đã sai, ta thành tâm xin lỗi ngài. Và sẵn sàng dâng nửa tài sản, xin ngài tha thứ. Vâng, vâng, nhà họ Triệu cũng nguyện dâng nửa tài sản. Mong đại nhân tha thứ. Vừa rồi đại nhân thực sự có chút hiểu lầm, nhà họ Hàn chúng tôi cũng sẵn lòng dâng nửa gia sản cầu xin ngài đại nhân rộng lượng nhà họ vương ở thành nam vân cũng sẵn lòng dâng nửa gia sản cầu xin đại nhân tha thứ nhà họ hứa ở thành nam vân cũng nguyện dâng nửa tài sản xin đại nhân tha thứ chúng tôi nguyện dâng toàn bộ tài sản cầu xin đại nhân tha thứ các ngươi biết điều đấy chứ nhưng mà hơn nữa các ngươi tự kết liễu để chuộc tội Đại nhân, thanh kiếm này là một thanh kiếm tốt, nhưng trò đùa này hơi quá rồi. Không ngờ đại nhân lại hài hước như vậy. Ta không bao giờ đùa với người lạ. Vì gia chủ họ Hàn đã nhặt thanh kiếm trước, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Đại nhân, ngài làm khó người quá rồi, đây chỉ là một yêu cầu nhỏ. Các ngươi sẽ không làm được sao? Đại nhân có yêu cầu gì xin cứ nói, vàng bạc châu báu, cả gia sản, lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, chỉ cần ngài cần, chúng tôi đều có thể đáp ứng vàng bạc châu báu mấy thứ này với ta quá đơn giản chỉ lên trời hái trăng xuống biển bắt rùa ta nghĩ các ngươi cũng không làm ha được ha ha cảm ơn đại nhân đã thông cảm a ha chỉ có tự kết liễu mới làm ta hài lòng các ngươi dễ thực hiện thôi mà đại nhân ngài quyền cao chức trọng đến cả vương gia cũng kính trọng ngài nhưng chỉ một câu nói mà ngài muốn bọn họ tự sát có phải quá đáng rồi không lúc các ngươi ban lệnh truy sát ta vừa rồi ai nấy đều ngạo nghĩ kiêu căng lúc đó các ngươi chẳng thấy mình quá đáng chúng tôi thừa nhận chúng tôi đã làm sai nhưng cũng không đáng tội chết. Đúng vậy, làm người nên để lại đường lui, sau này còn gặp lại nhau. Vương gia kính trọng ngài, nhưng ba gia tộc chúng ta cũng không phải loại mặc cho người khác chém giết. Lựa lời mà nói. Biết chừng mực, vương gia, ba đại gia tộc của chúng tôi luôn tôn trọng ngài. Lần này là do chúng tôi không đúng, phạt chúng tôi, chúng nhưng vừa mở miệng đã bảo chúng tôi tự sát, điều này thật quá đáng. To gan, chỉ là bảo các ngươi tự sát cũng không có liên lụy đến gia tộc, đã là rất tốt rồi, còn không nhanh cảm tạ, cảm tạ. Nói bậy, muốn giết chúng ta, còn muốn chúng ta cảm tạ, đây là lý lẽ gì? Nhà họ Chu chiếm đóng Nam Vân Thành đã mấy chục năm, hắn chỉ một câu đã bắt chúng tôi tự sát. Chu Nguyên Sinh tôi còn có tư cách gì để làm gia chủ? Vương gia, ngay cả côn trùng cũng muốn sống, hắn vừa mở miệng đã bảo chúng tôi tự sát, điều này chúng tôi không thể chấp nhận, cho dù cá chết lưới rách. Cũng phải đấu tranh, chỉ mấy người nhỏ bé cũng muốn phá hoại đế vương của ta. Tiểu tử, ngươi thật kiêu ngạo, dù không biết ngươi là ai, nhưng họ hàng chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, vô lễ. Vương gia, người vô lễ là hắn. Đúng vậy, chúng tôi đã đắc tội với vị đại nhân này, chúng tôi có thể chịu phạt, hắn vừa mở miệng đã bảo chúng tôi tự sát. Tôi muốn nhờ vương gia hỏi những người có mặt. Có ai đồng ý không? Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý, sẵn sàng cùng ba đại gia tộc Đồng Cam cộng khổ, họ hứa không đồng ý, nhà họ Lưu chúng tôi cũng không đồng ý, sẵn sàng cùng ba đại gia tộc Đồng Cam cộng khổ. Vương gia, chúng tôi mặc dù tôn trọng ngài, nhưng bây giờ mọi người đều bất mãn với ngôi vị của hắn, cùng chung kẻ thù. Vương gia, ngài là người sáng suốt, xin đừng làm trái ý nguyện của dân chúng, nên đưa ra quyết định sáng suốt. Xem ra những quý tộc ở Nam Vân Thành này cũng không cần thiết tồn tại. Chỉ dựa vào ngươi, chỉ dựa vào ta, Huyền Nguyệt, truyền lệnh đi, xin đại nhân chỉ thị. Cho các ngươi hai phút, ta muốn nghe tất cả các gia tộc có mặt ở đây tuyên bố phá sản. Vâng. Kiêu ngạo đến cực điểm, kiêu ngạo đến cực điểm, hai phút. Tôi muốn xem cậu làm sao trong hai phút để khiến chúng tôi phá sản. Những người ở đây đều là nhân vật có tiếng ở Nam Vân Thành tất cả tài sản cộng lại đã chiếm hơn 90% toàn thành phố, chỉ cần một câu mà muốn khiến chúng tôi phá sản, cậu tưởng mình là thần hoàng à? Vương gia, ngài thuộc về trấn Nam Vương quả thật có quân đội hùng mạnh, nhưng kinh tế không phải là điểm mạnh của ngài. Tôi không tin, ngài dám dẫn quân tiêu diệt các gia tộc ở Nam Vân thành để đối phó với các người không cần phải động đến chấn Nam quân. Vương gia, ngài thật sự muốn vì mà đối đầu với tất cả gia tộc ở Nam Vân thành sao? Toàn bộ gia tộc Nam Vân thành trong mắt ngài chẳng là gì cả? Cho dù hắn có là hổ giữ lăn lộn, nhưng nói đến thì hổ mạnh không thể áp chế rắn địa phương, hắn muốn khiến bao gia tộc phá sản, tôi chỉ muốn hỏi một câu, hắn có cái gì? Đúng, hắn có cái gì? Còn 10 giây. Đừng nói 10 giây. Cho dù tôi cho cậu 10 năm, cậu cũng không thể khiến tất cả gia tộc chúng tôi phá sản. Đúng. Gia tộc Hàn phá sản. Gia tộc Triệu phá sản. Gia tộc triệu phá sản. Làm sao có thể? Tất cả đều xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Thật sự xong rồi. Làm sao có thể? Chuyện gì vậy? Xong rồi. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Trường nước của gia tộc Lý ở Kinh Thành. Lý Đồng Yên. Tiểu thư thứ hai Lý Kinh Hồng Đến. Trường nước của gia tộc Lý ở Kinh Thành. Lý Đồng Yên. Tiểu thư thứ hai Lý Kinh Hồng Đến. Tiêu Hàn. Lâu quá không gặp tiêu hàn chúng ta lại gặp nhau rồi cô là tiểu thư thứ hai của gia tộc lý vậy cô là đúng vậy chị tôi chính là trưởng nữ của gia tộc lý ở kinh thành người kế thừa gia tộc lý lý đồng yên cũng là hôn thê của anh không thể không thể nào hắn hắn chính là phu quân của tiểu thư lý làm sao có thể nam tiêu bắc lý hai đại gia tộc hàng đầu trong nước hắn lại là con rể của gia tộc lý không thể không thể nào. Không ngờ Trấn Nam Vương lại tôn trọng hắn như vậy. Chúng ta đã làm gì vậy? Bắt đầu đi, triệu lễ. Gia tộc Lý ở Kinh Thành có truyền thuyết như Ngọc. Một trăm bảo vật kỳ lạ được niêm phong trong biệt thự sang trọng ở Kinh Thành. Niêm phong từ Baidu. đù. Âm thanh mỹ miều. Mười thanh kiếm vô địch. Một trong số đó là của Ngụy Vô Nhất. anh rể, đây là chút lòng thành của chị tôi, xin anh nhận cho. Những thứ này đều là cổ ngọc truyền thế, mỗi viên đều có giá trị vô cùng lớn, Tang Thiên là biệt thự sang trọng nhất kinh thành. Một suất chứa hàng trăm căn. Thật là kinh khủng biết bao. Đây là đan tạo hóa, tôi đã nghe nói, nghe nói có thể hồi sinh, một viên thuốc quý trong nhân gian, giá trị hàng chục tỷ. Đây chính là gia tộc Lý ở kinh thành huyền thoại chỉ là một món quà gặp mặt, chỉ riêng món quà này đã hơn gấp trăm lần tài sản của ba gia đình chúng ta. Hóa ra đại nhân chính là rể quý của gia tộc Lý, tôi, Triệu Minh Đình, thật kém mắt, xin đại nhân trách phạt. Tôi, Triệu Minh Đình, thật kém mắt, xin đại nhân trách phạt. Gia đình họ hàn xong rồi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Đại nhân Chu Mỗ cũng xin nhận phạt trả giá cho sự ngu dốt và kiêu ngạo của bản thân. Xin đại nhân tha cho vợ con gia đình tôi, mong rằng gia đình ông sẽ đồng ý yêu cầu của ông. Cảm ơn đại nhân. Tôi cũng xin nhận phạt. Mong đại nhân tha cho toàn bộ gia đình tôi. Xin đại nhân chấp thuận. Được. Đa tạ đại nhân. Còn các người không phải đã hứa cùng sống cùng chết sao? Vương mẫu tự nguyện nhận phạt. Sau khi sắp xếp vợ con, tôi sẽ tự sát mà chết. Tôi, Su Gia cũng xin nhận phạt. Chúng tôi đều xin nhận phạt. Họ sẽ do ông quyết định. Vâng, đại nhân. Hai vị tiểu thư lý ra ngoài trò chuyện đi. Chờ một chút, tôi nghe nói có người đang vu khống vị hôn phu của tôi. Nói rằng anh ấy đã đánh cắp một viên đá quý trị giá 30 triệu. Có phải cô không? 30 triệu cũng gọi là đá quý sao? Thứ hàng đó chỉ là rác rưởi thôi. Nhưng tôi phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã nhường vị trí phu nhân tiêu. Cô là gì của anh ấy? Tay của tiểu thư Trần có vấn đề gì sao? Tôi vừa mới nói xong, tôi là vị hôn thê của anh ấy, vậy còn tôi thì sao? Vợ cũ. Hai người bên nhau bao lâu rồi? Rất lâu, từ nhỏ đã quen biết nhau. Tiêu Hàn, anh có xứng với tôi không? Tiểu thư Yên, sao tôi lại không hiểu câu này nhỉ? Tôi đã biết rồi, tại sao vương gia lại kiêu ngạo như vậy? Tại sao lại có tự tin như vậy? tất cả là nhờ cô ta, cô vẫn không có não à, luôn cho rằng mình hiểu biết. Tiểu thư Trần, cô và Tiêu Hàn đã ly hôn rồi, hiện giờ cô không có quyền chất vấn anh ấy, còn trước đây thì sao, khi chúng tôi còn kết hôn. Hai người đã lén lút bên nhau rồi. Tôi có quyền can thiệp không? Nói chuyện cẩn thận, chị tôi và anh rể quen nhau còn sớm hơn cô. Cô mới là người đến sau. Chuyện gì vậy, ngài và tiểu thư Lý hình như đã quen nhau từ lâu. Có khả năng này, đừng quên ngài họ Tiêu. Tiêu ở phía nam, Lý ở phía Bắc, ngài hình như không nhớ rõ. Ngày trước ngài bị thương ở đầu, mất đi nhiều thứ trong ký ức của gia đình Tiêu, tôi hiểu rồi. Thì ra vương gia giao dự án cho tôi làm là vì cô. Để xin lỗi tôi vì cảm thấy áy náy. Qua bài học tối nay, tôi đã nghĩ cô sẽ trưởng thành hơn, không ngờ cô vẫn tự phụ như vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao anh giấu giếm, bởi vì số tiền đó đều là của người phụ nữ này. Nếu nghĩ vậy có thể khiến cô thoải mái hơn, thì tùy cô. Tiêu Hàn, anh bớt nói dớ dần đi, vậy tôi không cần dự án cải tạo Tây Thành nữa. Giám đốc Trần, bình tĩnh nào, con gái. Đó là đơn hàng 30 tỷ. Con không thể nói không là không được đâu, con cũng có lòng tự trọng mà, con sẽ không nhận sự bố thí của người phụ nữ này. Giám đốc Trần thật có khí phách. Tiêu Hàn, tôi sẽ chứng minh cho anh ấy. Tôi, Trần Kim Dung, dù không cũng sẽ khiến tập đoàn Trần gây dựng sự nghiệp trăm năm, tùy cô thôi, không liên quan gì đến tôi. Đi. Tiêu Hàn, người chỉ biết núp sau bóng của phụ nữ. Ngươi chỉ là một kẻ ăn bám thôi. Đầu tiên là ăn bám tôi, giờ lại làm trò gì với tiểu thư lý. Ta khinh, tiêu hàn ngươi tự hào cái gì chứ ta nói cho ngươi biết ngươi thậm chí không xứng với giám đốc trần thì làm sao có thể xứng với gia đình lý chứ đến lúc đó ngươi sẽ bị đá một cái thôi vẫn là một kẻ vô dụng như trước cô là cái thá gì chứ cũng xứng để mắng anh rể tôi sao tiểu thư lý tôi khuyên cô một câu cho dù cô là con gái của một viên chức thành phố ở bắc kinh nhưng một kẻ vô dụng như tiêu hàn không xứng với cô cô trần Tôi cũng nói lại với cô một câu. mắt và tiêu chuẩn của một đại tiểu thư nhà họ Lý như tôi, làm sao anh ấy lại xứng với một kẻ quê mùa nhỏ bé như cô? Các người đúng là những kẻ có mắt không chồng, vẫn không biết rằng mình đã bỏ lỡ một con rồng thực thụ. Thật là nực cười, xem một tên vô dụng như báu vật. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta không dám chọc vào nhà họ Lý ở kinh thành, nhưng mẹ thực sự không nuốt trôi nỗi tức giận này, nuốt không trôi cũng không có cách nào, dù con có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể đuổi kịp nhà họ Lý, đó là sự tích lũy hàng nghìn năm chỉ có thể coi như thế thôi yên tâm không đối phó được với nhà họ lý nhưng tiêu hàn tôi vẫn có cách con nói sao cơ con không tin rằng tiêu hàn có thể trở thành con rể của nhà họ lý chỉ cần tiểu thư nhà họ lý đã hắn ra con có thừa cách để đối phó với hắn chính xác hắn làm hại chúng ta mất đi một sự bảo đảm lớn còn hại em trai con phải vào tù chúng ta nhất định không thể tha cho hắn anh không nhớ em sao không giấu gì cô năm đó tôi bị chấn thương nặng ở đầu mất một phần ký ức bị thương à anh rể anh giỏi như vậy sao lại bị thương được? Chuyện năm đó tôi cũng không nhớ rõ, và cô đừng gọi tôi là anh rể nữa, cô nói chúng ta là Thanh Mai trúc mã thật sao? Anh nghĩ em đang lừa anh sao? Không, chỉ là có chút bất ngờ. Nhà họ Lý là một dòng họ danh giá hàng đầu Hạ Quốc, sao tôi có thể là Thanh Mai trúc mã với người như cô được? Anh rể, anh đừng tự ti như vậy. Nhà họ Lý và nhà họ Tiêu là hai gia tộc hàng đầu của Hạ Quốc, chị em là trưởng nữ nhà họ Lý, còn anh cũng là trưởng nam của nhà họ Tiêu mà. Cô biết về thân phận của tôi, sao em có thể không biết? 7 năm trước, nhà anh xảy ra nổi. cha anh cũng chính là gia chủ đời trước của nhà họ Tiêu qua đời, anh mất tích. Em đã tìm anh suốt 7 năm trời. Năm đó, mối quan hệ giữa nhà họ Tiêu và nhà em xuyên qua lại. Hai lão gia cũng quen biết vào thời điểm đó và định sẵn hôn ước cho hai người. Đây là hôn thư. Trong hôn thư chỉ ghi đích tử của hai nhà Tiêu và Lý, không có tên hai ta. Hôn thư này do vị điện chủ võ thần điện trước đây quyết định, chúng tôi không biết vì sao ông ấy làm vậy. Nhưng cả hai gia đình chúng ta đều thừa nhận đó chính là hai sư phụ của chúng ta nhưng vấn đề hiện tại là anh đã mất tích nhiều năm nhưng nhà tiêu lại yêu cầu chị thực hiện hôn ước thực hiện hôn ước với ai là em trai cùng cha khác mẹ của anh hiện tại tiêu gia chủ là tiêu giã vô dụng một người cũng không tìm được hắn đừng hòng thoát khỏi tay ta thiêu gia đã tìm thấy rồi chuẩn bị xe thiếu gia còn chuyện gì nữa cạnh tiểu thư lý còn có một có người vẻ là xem đi Tiêu Hàn. Điện chủ, vết thương cũ của ngài lại tái phát rồi, như vậy cũng tốt. Ta lại khôi phục được một phần ký ức, chỉ là vẫn mơ hồ. Nhìn không rõ. Chúc mừng điện chủ, đây là hôn ước do lão điện chủ định ra. Sao không có tên? đó là phong cách của ông ta có lẽ ông ta muốn để lại đường lui cho đệ tử được yêu quý nhất của mình đường lui phòng nếu ta bỏ trốn đúng phong cách của điện chủ nhưng bây giờ điện chủ dựa vào hôn ước này ép đại tiểu thư lý phải gả vào nhà tiêu e rằng tiểu thư lý cũng không dám trái lệnh võ thần điện đâu chuyện của tiêu giã năm đó điều tra thế nào rồi đúng là do phe của tiêu giã gây ra tiêu giã không có bản lĩnh đó sau lưng hắn chắc chắn có người ta giữ mạng hắn đến bây giờ chính là để tìm ra kẻ đứng sau lưng hắn là ai. Còn chuyện hôn sự giữa đại tiểu thư Lý và Tiêu Dã thì sao? Hôn ước của Lý tiểu thư. Alo, Tiêu Hàn, anh suy nghĩ thế nào rồi? Xin lỗi, tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức. Không sao, em có thể đợi nhưng anh phải kết hôn với em trước kết hôn em đến nam vân thành với quá nhiều động tĩnh chỉ sợ tư giã đã biết rồi nếu em không gả cho anh thì phải gả cho hắn cô yên tâm nếu cô không muốn gả hắn không ép được nhưng hiện tại hắn như mặt trời ban trưa hắn còn có hôn ước với cô chủ tiền nhiệm của vũ thần điện nhà họ lý không thể chống lại vì vậy tiêu hàn chúng ta thực hiện hôn ước trước đã rồi tính chuyện hôn nhân của tiểu thư lý không thể qua loa thế được không còn cách nào nữa rồi huống hồ em vốn đã định gả cho anh chuyện này anh có muốn biết cha anh chết thế nào không? Cô biết à? Bây giờ không tiện nói qua điện thoại. 12 giờ trưa mai anh đến Hoàng Thiên Ngự Thiện Đường. Em sẽ nói trực tiếp được. Chủ nhân, vừa rồi Tôn Hồng Cảnh có gọi điện. Quản gia nhà họ Tiêu, Tiêu Minh Lãng, đã đến Nam Vân Thành. Muốn mời Tứ Đại Thiên Vương tham dự tiệc tại Hoàng Thiên Ngự Thiện Đường vào ngày mai. Tôn Hồng Cảnh muốn hỏi ngày ngày mai có tham dự không? Tiêu Minh Lãng, con chó trung thành của Tiêu Giã, sau hắn biết tứ thiên vương đang ở nam vân thành tứ đại thiên vương cùng đến nam vân thành chuyện này không tầm thường đâu giới thượng lưu nhất định sẽ chú ý tiêu gia là gia tộc hàng đầu của quốc gia việc nhận được tin này cũng không có gì lạ đúng vậy chắc chắn tối nay nhiều người sẽ mất ngủ sợ ta có âm mưu gì ngươi nói xem nếu ta nói với họ đây vốn chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường đoán xem họ có tin không chắc chắn không tin vô dĩ là định giới thiệu họ với ta nhưng bị tứ điện vương loại bỏ rồi ta muốn xem thử tiêu dã sẽ làm gì với con chó đó thuộc hạ tuân lệnh đúng rồi ngày mai ngươi âm thầm đi bảo vệ tứ thiên vương không cần theo ta nữa tiểu thư họ lý không biết thân phận thật của hắn ngươi bảo họ chú ý bên ngoài đừng để lộ ra rõ cha cha yên tâm bất kể ai ra tay con sẽ tra ra từng người một nhìn cái gì mà nhìn đứng yên không thì ông đây giết chết mày bây giờ tiêu giã tiêu minh lãng ồ đây chẳng phải là anh trai yêu quý của ta sao chúng ta tốt nhất là đừng nên gặp nhau anh trai tốt của ta vẫn còn giận chuyện năm đó nhỉ anh giận cũng vô ích thôi việc đầu tiên ta làm khi trở thành gia chủ đó là loại ngươi khỏi ra phải nhà họ tiêu cả đời này đừng mơ trở lại cũng đừng mơ mà có được thanh kiếm thanh kiếm của gia chủ đúng vậy chính là thanh kiếm của gia chủ rất phù hợp với ta một vật tầm thường như vậy E rằng chỉ có ngươi à coi trọng nó thôi. Ta có thể hiểu rằng ngươi đang ghen tị không? Xin lỗi, ngươi không xứng. Tiêu Hàn, ngươi là một kẻ vô dụng miệng vẫn cứng như thế, nhìn ngươi xem bây giờ chỉ có thể ngồi taxi, đến cả xe còn không mua nổi, nghe nói ngươi làm gì ở một gia đình nhỏ suốt 6 năm, cuối cùng còn bị đuổi ra ngoài. Anh trai yêu quý của ta, bây giờ ngươi đã thảm hại đến mức này rồi, sao không quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể cho ngươi vài triệu. Đủ để ngươi sống an nhàn suốt đời Ngươi đến đây chỉ để cười nhạo ta sao Cười nhạo ngươi nhìn cái bộ dạng nghèo khổ của ngươi bây giờ Xứng đáng Ta đến đây là để tìm vị hôn thê của ta Vị hôn thê chưa cưới Cô gái nhà nào mà bất hạnh vậy Nhóc con Đừng giả vờ nữa Tiểu thư họ lý đến tìm ngươi Và muốn kết hôn với ngươi sao Tiêu giã Đệ tử võ thần đời Đó mới là người xứng đáng với hôn ước này Ta không ngờ cô ấy lại thật sự tìm được ngươi ngay cả ta cũng tưởng rằng ngươi đã chết từ năm đó rồi vậy lần này ngươi đến là để giết ta sao trong gia tộc tiêu chỉ còn ngươi và ta là nếu ta chết thì ngươi sẽ là người duy nhất có thể kết hôn với tiểu thư lý tiêu hàn ngươi quá tự cao rồi người như ngươi ngay cả xe cũng không mua nổi chỉ có thể làm kẻ vô dụng ở đáy xã hội người chủ nhà ta nhìn ngươi một cái cũng là thừa giết ngươi có cần thiết không vậy ngươi đến đây để cứu ta sao đừng nói chỉ là tình cờ gặp nhau tất nhiên là không trùng hợp là ta thật sự đến để chặn ngươi lại mục đích chính là để gửi cho ngôi một tấm thiệp mời thiệp mời sau ba ngày gia chủ của ta sẽ ở nam vân sẽ tổ chức hôn lễ với tiểu thư nhà lý hôm nay ta sẽ công bố tin này đến toàn bộ hạ quốc tự tin như vậy có thể khiến tiểu thư lý gả cho ngươi sao đây là hôn ước do chủ nhân của võ thần điện tự tay định ra cho dù nhà lý lúc đó là gia tộc hàng đầu cũng không thể vi phạm nếu không sẽ làm mất mặt võ thần điện ngươi biết Tại sao chủ nhân lại tổ chức lễ cưới ở Nam Vân Thành không? Tại sao bởi vì chúng ta nhận được tin, bốn đại thiên vương của Vũ Thần Điện sẽ tụ họp ở Nam Vân Thành. Bốn đại thiên vương chấn giữ bốn vùng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đây là lần đầu tiên họ tụ họp cùng nhau sau 10 năm. Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Tiêu Hàn thật là vô dụng. Rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra người có thể khiến bốn đại thiên vương tụ họp. Chỉ có một người. Đó chính là vị chủ nhân võ thần điện. Không ai biết danh tính, như rồng thần bí ngươi muốn gặp chủ nhân võ thần điện cũng tham vọng quá đấy đầu tiên là thông qua hôn nhân để chiếm đoạt nhà lại muốn trèo lên cành cao chủ nhân võ thần điện ngươi thật sự là một kẻ ngu xuẩn đúng vậy ta chính là muốn kết thân với chủ nhân võ thần điện cũng chính là vị vũ thần tối cao chủ nhân của võ thần điện bí ẩn bảo vệ hạ quốc ngươi có tư cách gì mà nghĩ có thể kết thân với chủ nhân của họ chỉ dựa vào việc chúng ta là nhà tiêu nhà tiêu đang ở thời kỳ đỉnh cao cho dù võ thần điện có quyền lực lớn thế nào cũng không thể từ chối sự ủng hộ của nhà tiêu ồ thì ra là muốn dựa dẫm vào tiêu gia trước đây nhà tiêu ngay thẳng không ngờ đến lượt ngươi làm chủ gia nhà tiêu lại muốn tranh giành vị trí của võ thần điện ngươi biết gì nhà tiêu và võ thần điện chỉ là quan hệ tôn ti tạm thời chủ nhân nhà ta sao có thể mãi ở dưới người khác ngươi thật sự nghĩ ta cần người này chủ của võ thần không có danh phận ta cũng không ngại nói cho ngươi biết mục đích thực sự là để kích thích cuộc tranh giành giữa chủ nhân võ thần điện và quốc chủ hai bên tranh đấu chắc chắn sẽ có người bị thương khi đó không quan trọng ai thắng ngươi cũng có thể chiếm lấy vị trí của họ hóa ra ngươi không vô dụng như vậy khi lang thang bên ngoài có chút kiến thức rồi đúng vậy quốc chủ hiện nay đang nắm quyền và mâu thuẫn với võ ngày càng tăng cao chỉ cần ta kích thích lên không lo gì không đạt được hiệu quả đến lúc đó con sò và con cá đều được lợi nhà tiêu ta chính là người thu lợi các ngươi công khai cho ta biết âm mưu của các ngươi ngươi không sợ ta báo cáo tất cả chuyện này lên võ thần điện sao ngươi là kẻ nghèo đến mức không mua nổi chiếc xe ngươi biết cửa vào của chủ nhân võ thần điện ở đâu không cho dù thực sự tìm được võ thần điện, ngươi có thể gặp được vị chủ nhân bí ẩn đó không? Được, hãy giả sử một bước. Cho dù ngươi có thể gặp được chủ nhân võ thần, nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ tin tưởng một kẻ rác rưởi như ngươi, hay là tin tưởng ta, một chủ gia của nhà tiêu. Anh yêu quý, em sắp kết hôn rồi, nhất định anh phải đến nhé. Hãy xem em làm thế nào để cưới người bạn thời thơ ấu để anh vui vẻ dưới chân em. Tự tìm cái chết đừng trách ta, do ngươi tự chuốc lấy thiếu ra ngài có chắc rằng khi cưới tiểu thư nhà lý sẽ mời kẻ vô dụng tiêu hàn này không tất nhiên là ta muốn hắn cứ nghĩ đến việc hắn phải nhìn bạn thời thơ ấu của mình kết hôn ta đã thấy phấn khích ta muốn cướp đi tất cả của hắn cướp vị trí gia chủ của hắn cướp vinh quang của hắn còn cướp cả người phụ nữ của hắn tôi hiểu rồi ngài không giết tiêu hàn là muốn tự tay phá hủy tất cả những gì hắn trân trọng đúng vậy kẻ vô dụng đó để hắn sống thêm vài ngày cũng không sao khi ta phá hủy được võ thần điện sẽ rảnh tay để từ từ tra tấn hắn để hắn biết rằng cái chết mới là sự kích thích lớn nhất đối với ta thiếu gia thật mạnh mẽ được rồi đã xong việc tiếp tục rút lui tiếp theo nhất định phải làm tốt mọi chuyện món quà này còn có chiếc nhẫn này để bốn đại thiên vương chuyển giao cho chủ nhân tuân lệnh đây chính là thanh kiếm của gia chủ nhà tiêu có thể huy động tất cả lực lượng của nhà tiêu ngài có chắc chắn sẽ giao cho chủ nhân võ thần không không thể tiếc núi đợi đến khi kế hoạch thành công sau khi chủ nhân võ thần điện và quốc chủ đều bị thương nặng ta có thể tiếp quản võ thần điện lúc đó chức vụ gia chủ sẽ là của ta thiếu gia sáng suốt mi lãng ngươi không chỉ đang nắm giữ một chiếc nhẫn nhỏ mà còn là toàn bộ nhà họ tiêu thiếu gia yên tâm mi lãng nhất định sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay tiêu gia đã tổ chức một buổi tiệc nơi này đã được đặt chỗ hết rồi nếu muốn ăn hãy đi chỗ khác nhé người này là ai nam tiêu hai đại thế gia, tổng quản nhà tiêu. Tiêu Minh Lãng, người có quyền lực lớn nhất toàn bộ Hạ Quốc, chỉ là một con chó mà thôi, đáng để các ngươi phải chú ý vậy sao, ngươi thật to gan, dám xúc phạm Tiêu Minh Lãng. Ngươi thật to gan, dám xúc phạm Tiêu Minh Lãng, ta nói gì sai à, hắn chỉ là một con chó của tiêu giã thôi. Đó không phải bí mật gì, ta thấy ngươi mới là con chó điên, biến đi đi. Ta phải đi hẹn hò. Hẹn hò ta thấy ngươi là đến gây sự thì đúng hơn. Cút đi, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nhân lúc ta chưa nổi giận, Hãy tránh đường ra. Ngươi cho rằng mình là một nhân vật lớn sao? Ta nói lần cuối cùng. Tránh ra, đừng để ta nổi giận. Ta đã ở đây làm việc nhiều năm rồi, bảo vệ toàn bộ thành Ninh Ba, có ai là nhân vật quan trọng, ta đều không biết, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ là một kẻ không có gì. Ta lại nói lần cuối. Tránh ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết đây là đâu không? Đây là Hồng Thiên Ngự tiệc, thuộc sở hữu của nhà Lý, ngươi có biết địa vị của nhà Lý không? ta không có ý khiêu khích nhà lý nhưng ta giúp họ dạy dỗ một con chó canh cổng không biết thân phận phạt hắn một chút đội trưởng ngươi đến đúng lúc tên nhóc này muốn xông vào ta là đến hẹn nhưng bảo vệ của các ngươi ngăn cản không cho ta vào hẹn ai là tiểu thư của các ngươi lý kinh hồng tiểu thư của chúng ta mời ngươi sao ngươi từ đâu ra mà ở đây kêu la như ếch vậy ngươi thân phận gì tiểu thư chúng ta thân phận gì ngươi có tư cách gì để được mời hẹn với tiểu thư ngươi không đi hỏi thử một chút sao tiêu tổng quản vừa mới nói rồi ba ngày sau gia chủ nhà tiêu sẽ cùng tiểu thư của chúng ta tổ chức hôn lễ tiểu thư chúng ta bây giờ chắc chắn đang chuẩn bị cho lễ cưới làm sao có thể hẹn ngươi được hơn nữa một cô gái sắp lấy chồng sao lại hẹn một tên vô dụng ngươi là đang làm hại danh tiếng của tiểu thư chúng ta thật sự là tội đáng chết còn không mau cút đi để ta tự cút ngươi còn chưa đủ tư cách là cố tình gây sự à đội trưởng tôi thấy hắn chính là đến gây sự mới đến đã xúc phạm tiêu tổng quản nói tiêu tổng quản là một con chó rồi lại nói tiểu thư hẹn hắn hắn chắc chắn có thủ với tiêu tổng quản không thể để hắn vào ai biết hắn sẽ có âm mưu gì đúng vậy người như ngươi tâm địa bất chính tuyệt đối không thể để ngươi vào nếu ta nhất định phải vào thì sao muốn gì đây đánh hắn cho ta tiêu hàn sao ngươi lại đi gây sự ở khắp mọi nơi vậy chuyện gì vậy tên này giả mạo hẹn với tiểu thư làm sao có thể chứ tiểu thư sắp kết hôn rồi kết hôn ngươi phải cưới tiểu thư lý rồi ngươi đã nhanh chóng kết hôn với cô ấy rồi sao ngươi đúng là một tên cặn bã mới ly hôn với cô chủ của chúng ta mà giờ đã muốn cưới tiểu thư lý ta khinh tiêu hàn tốc độ nối gót của ngươi thật nhanh ly hôn là do ngươi đề xuất vậy mà ngươi lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy chỉ để tiện cho ngươi cưới tiểu thư lý leo lên cành cao cô đã nói hết cả lời tốt lẫn lời xấu cho ta rồi tôi còn có thể nói gì nữa tiêu hàn ngươi đừng giả vờ vô tội như vậy ta thấy thật ghê tởm tôi không hiểu câu này sao người này chính là chồng cũ của tiểu thư chúng ta cũng là phu quân của tiểu thư lý cô ấy ly hôn với tiểu thư là vì sớm đã leo lên được tiểu thư lý nhà các ngươi đúng là một tên cặn bác vừa ăn trong bát vừa nhìn nồi sư phụ hắn hắn sao có thể là phò mã của tiểu thư được tối qua tiểu thư lý nói rõ ràng có thể nào giả được hắn là chủ gia tộc tiêu cái gì hắn là chủ gia tộc tiêu chủ gia tộc tiêu gia tộc tiêu ở phương nam và phương chắc chắn rồi nếu không hắn không có một đồng nào mà dám ức hiếp tôi sự xuất hiện của hai người có phải là do được tổng quản gia tiêu mời đến không đúng vậy ông ấy đã gửi thiệp mời cho tất cả các gia tộc ở nam vân thành nói rằng có việc quan trọng muốn thông báo với chúng tôi vậy thì không sai rồi việc mà tổng quản gia tiêu muốn thông báo là việc tiểu thư chúng ta và gia tộc tiêu sẽ kết hôn nhưng hắn hắn là gia tộc tiêu ư ngươi là chủ gia tộc tiêu ngươi là chủ gia tộc tiêu làm sao có thể chứ? Hắn sao có thể là chủ gia tộc Tiêu, tuyệt đối không thể, tôi không phải là chủ gia tộc Tiêu. Vậy thì ai là người sẽ kết hôn với tiểu thư nhà Lý? Tôi đã hiểu rồi, giám đốc Trần. Cô vẫn chưa hiểu à? Gã này đã bị đá. Gã này đã bị đá rồi. Ý là gì? Tiểu thư Lý muốn gả không phải là hắn, mà là chủ gia tộc Tiêu thật sự, hắn vẫn là kẻ vô dụng mà chúng ta đã quen biết, nhưng tối qua, tiểu thư Lý đã nói rõ ràng. Điều này rất rõ ràng, hắn à? chính là bị tiểu thư lý tạm thời gọi đến để thế thân tối qua tôi đã nhờ bạn bè hỏi thăm về gia tộc lý tiểu thư lý này cô ấy gả cho chủ gia tộc tiêu có thể là cô ấy không hài lòng với đám cưới nên mới tìm đến gã này dù sao họ cũng cùng họ tiêu mà đều họ tiêu ở nam lĩnh có gia tộc tiêu lần đầu tiên tôi cứu hắn chính là bên bờ sông ở ngoài nam lĩnh phải chăng là tôi quả thực không phải chủ gia tộc tiêu chính xác năm đó gia tộc tiêu xảy ra nội loạn tôi bị đuổi ra khỏi gia tộc luôn bị người truy sát cuối cùng bị thương nặng phải lần trốn chính ngươi đã cứu ta Kể từ đó ta luôn âm thầm giúp đỡ nhà ngươi. Câm miệng, ngươi là kẻ lừa đảo, còn giả vờ giúp đỡ, Tiêu Hàn, ngươi thật to gan. Hừ, như ngươi đã nói, nếu ngươi thật sự bị gia tộc tiêu đuổi ra, vậy thì ngươi từ đâu ra mà có tư cách giúp đỡ chúng ta? Tôi có một người thầy khác, Tiêu Hàn, ngươi giờ vẫn còn lừa ta à? Ngươi sao không nói ngươi là học trò của Võ Thần? Kẻ vô dụng đã lộ diện rồi phải không? Giờ đây, tiểu thư Lý gả cho chính là chủ gia tộc Tiêu thật sự. Còn ngươi vẫn là kẻ không có chút thành tựu chỉ biết khoác lác mà thôi. Ngươi nói ai là vô dụng. Tiểu thư Lý, cô đang làm gì vậy? Anh cho thuộc hạ miệng lưỡi quá đáng của giám đốc Trần một trận. Nếu ngươi còn dám không kính trọng anh gì ta, cẩn thận, ta sẽ lột ra ngươi. Tiêu Hàn, ngươi định cả đời phải núp sau phụ nữ sao? Ta cần núp sau phụ nữ à? Chẳng phải sao? Ta chưa bao giờ cần dựa dẫm vào ai. Ngược lại, người khác cần dựa vào ta. Ngươi đối với ta thành kiến sâu sắc, căn bản không thấy sự thật của sự việc. Nhị tiểu thư Lý, chúng ta vào thôi. như kỹ hai người này kể từ hôm nay không được để họ vào vâng tiêu hàn tiêu hàn ngươi kẻ chỉ biết núp sau phụ nữ tiêu hàn chết tiệt ăn xong chị rồi đến em ngươi ăn cơm mềm này thật là nhanh nhẹn thôi được chúng ta đã mất dự án cải tạo khu tây giờ chỉ còn cách nghĩ cách lấy được thiếp mời của chủ gia tộc tiêu chỉ có như vậy nhà họ trần mới có cơ hội hồi sinh chính xác hôn lễ giữa hai gia tộc tiêu và lý sẽ có nhiều quan chức chỉ cần cô có thể tham dự lễ cưới này có thể gặp được những nhân vật lớn sự thăng hoa của nhà họ trần sẽ đến trong ngày mai chính xác ta muốn cho tiêu hàn và người phụ nữ đó biết ta trần kim dung không phải dễ bị chọc giận trấn đông trần thiên vĩ trấn tây ngô vĩ tế trấn nam tôn hồng cảnh trấn bắc từ khiêm đại diện cho võ học triệu thần binh bái kiến điện chủ đứng dậy đi. Cảm ơn điện chủ. Các ngươi đã gặp tiêu mẫn rồi, đúng vậy, hắn đại diện cho tiêu giã gửi đến một món quà hậu hĩnh. Thượng cổ thất ngọc, điện chủ thật có mắt nhìn, chính là thượng cổ thất ngọc. Chính là lễ khí được tôn thờ tại tổ miếu của nhà tiêu suốt ngàn năm. Hơn nữa không thể dùng tiền tài để đo lường. Tiêu giã à tiêu giã, thật là một chủ nhân cấm khu. Một hiếu tử hiền tôn. Thế mà lại dám dâng lên cả, thượng cổ tổ miếu nhà để nhịn bợ ta hắn thật sự dám hy sinh, hắn càng chịu chi hơn cả vật này. Vật này thuộc sở hữu của gia tộc Tiêu, dựa vào nhẫn này có thể huy động mọi tài nguyên của nhà Tiêu. Hắn dùng vật này để nịnh nọt sau khi gia tộc Tiêu gia nhập võ thần điện, con cháu nhà Tiêu có thể đảm nhiệm chức vụ trong võ thần điện. Thật sự dám hy sinh vật này vốn nên thuộc về điện chủ. Giờ đây cũng coi như là hoàn mỹ trở về, không ngờ chiếc nhẫn này vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh ta, điện chủ. Đây là thiệp mời cưới của nhà Tiêu lễ cưới vào ba ngày nữa tại tổ đường ngàn năm của nhà lý ở nam viên thành cưới cô gái lý đồng yên lý đông vũ cuối cùng vẫn là một trò chơi hắn muốn dùng ta làm lá chắn nhưng không ngờ tiêu dã đến nhanh như vậy cái người này cũng thật tàn bạo nhưng hôm qua tiểu thư lý đã công khai tuyên bố sẽ lấy điện chủ tiêu dã thật có gan lớn thậm chí dám giành phụ nữ với điện chủ điện chủ chỉ cần một câu lệnh chúng ta dẫn quân tiêu diệt nhà tiêu đem tiểu thư lý đoạt lại việc đó tạm thời để đó đã Hôm nay ta đã hẹn gặp hắn để nói ra chuyện. Ra gặp hắn rồi nói sau, chỉ còn cách như vậy thôi. Ngoài ra, ta cũng sẽ gặp tiểu thư thứ hai nhà Lý một chút, các ngươi chú ý một chút ở bên ngoài. Đừng để lộ danh tính của ta. Dạ, thưa chủ nhân. Ta mới rời đi một lúc mà thôi, mà ngươi đã uống nhiều như vậy rồi. Ta không uống nhiều. Chỉ là dễ say rượu thôi. Vậy mà còn muốn uống? Hành động của Tiêu Dã mang lại áp lực rất lớn cho các người, cái gì cơ? Chị ta và ta không ngờ được điều này, không nghĩ rằng hắn hành động nhanh như vậy. Mặc dù Tiêu Dã rất tàn nhẫn và hung ác, và thiếu quyết đoán, nhưng khả năng của hắn vẫn khó. Chị ngươi muốn thông qua việc kết hôn với ta để cứu đất nước. Chiêu trò nhỏ này không thể qua mắt hắn. Yên tâm, chị ta chắc chắn có cách con về Tiêu Dã. Hắn không thể can thiệp vào gia đình của ta. Tiêu Dã không phải là kẻ ngu dốt, nếu hắn dám công khai tuyên bố ba ngày kết hôn, chắc chắn hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Cha, sao cha lại đến đây, nếu ta không đến, không biết con sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, con có gan thật, làm loạn một sự kiện lớn như vậy, không chỉ làm mất mặt nhà ta, còn làm mất mặt nhà Tiêu, con có biết rằng làm vậy có thể khiến nhà chúng ta lâm vào tình trạng không thể gượng dậy, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với Tiêu Dã, vậy mà lại tìm đến một kẻ vô dụng được cho thuê từ nhà Tiêu Dã, muốn cùng hắn kết hôn. Đúng vậy, trong hôn thư có nói, đối tượng kết hôn chỉ cần là huyết mạch chính thống của nhà Tiêu, Tiêu Hàn cũng là chính thống, nếu phải kết hôn, con chỉ có thể gả cho Tiêu Hàn im ngay, Tiêu Hãn đã sớm bị cho thuê rồi, Tiêu Dã là người thừa kế tương lai của nhà Lý ta. Chức vị gia chủ nhà Lý sớm muộn cũng sẽ thuộc về con, nếu con phải gả, chỉ có thể gả cho người như Tiêu Dã, người đứng đầu nhà họ Tiêu như hắn, Tiêu Hàn thì làm sao có thể xứng với nhà Lý chúng ta? Cha, tại sao cha nhất định muốn con gả cho Tiêu Dã, gia tộc tương lai của ta? Nhà Lý những năm gần đây dần dần suy tàn, còn nhà Tiêu Dã thì như mặt trời mọc, nhà Lý muốn trỗi dậy, nhất định phải kết hôn với nhà Tiêu, mà con chính là cái giá mà nhà Lý phải trả để phục hưng. Cha, con là con gái ruột của cha mà vì sự trỗi dậy của nhà lý nói là hy sinh con gái của mình thì cha cũng không từ chối đưa tiểu thư về phòng tịch thu điện thoại của nàng không được phép liên lạc với bất kỳ ai ghi đóng băng tất cả tài sản và giấy tờ dưới tên nàng không được rời khỏi một bước cha cha không thể làm như vậy tất cả gia chủ của các nhà ở quốc gia này rồi thêm ngàn năm tránh canh không thể để nó phá hủy giữa phải tổ chức đại hôn Hôm nay có lẽ chị cô không đến được Chắc chắn là cha đã ngăn cản chị Chỉ có thể là cha Tên tiêu dụ đó lại sắp xếp cả cha tôi Tên tiểu nhân thật đê tiện Có hành động rất rõ ràng Cũng không thể nói là đê tiện Anh rể rốt cuộc giúp ai Chỉ bàn về sự việc thôi Về mặt tình cảm Tôi vẫn đứng về phía tôi, cô Đừng gọi tôi là anh rể nữa Việc tôi và chị cô có lẽ khó thành Anh không muốn cưới chị tôi Xin đó Tôi và chị cô chỉ mới gặp nhau một lần, cô nghĩ lúc này có phù hợp để bàn chuyện hôn nhân không? Một lần. Thật sự anh không nhớ chị ấy sao? Này Tiêu Hàn. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một cách hay. Cách hay gì thế? Sao cô không gọi tôi là anh rể nhỉ? Không phải anh không cho tôi gọi sao? Nói đi, cách hay gì vậy? Nhìn này, chị tôi hiện tại có khả năng rất lớn là bị cha giam giữ ép chị cưới tiêu dụ tại sao chị phải cưới tiêu dụ bởi vì giữa hai nhà có hôn ước nhưng mà hôn ước giữa hai nhà không chỉ định người cụ thể chỉ nói là huyết mạch chính thống vì vậy vì vậy vậy chúng ta hãy đi đăng ký kết hôn đi không sao chứ cô nói gì mà đăng ký kết hôn vậy anh nhìn này tôi cũng là con của nhà lý chỉ cần chúng ta kết hôn hôn ước này tự nhiên sẽ có hiệu lực cha tôi sẽ không có quyền ép chị kết hôn đừng đùa nữa tôi không đùa tôi nói nghiêm túc hôn nhân là việc lớn sao có thể coi thường có gì như vậy? mà coi thường nếu nói coi thường thì anh và chị tôi mới là coi thường anh chẳng nhớ gì về những chuyện trước đây sao hôm qua là lần đầu tiên các người gặp nhau dù sao lần trước anh đã cứu tôi chúng ta đã gặp nhau lần thứ ba rồi ừ tôi thực ra khá thích anh đấy cô nhóc này trong đầu cô nghĩ cái gì vậy tóm lại đây là cách tốt nhất chỉ cần không có ràng buộc của hôn ước này chị tôi chắc chắn sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước này ừ tất nhiên nếu việc của nhà tiêu đã giải quyết xong tôi sẽ trả lại anh đi nào cùng tôi đi đăng ký kết hôn cô em gái nhỏ nghĩ gì mà đăng ký kết hôn vậy hay là anh cùng đi với em nhé ôi cô em gái nhỏ thật xinh đẹp, vội vàng kết hôn thế, hay là kết hôn với anh đi. Thử xem, dám trêu chọc tiểu thư này không? Nói thế là quá đáng rồi đấy. Tôi chỉ thấy cái tên nhát gan này, hắn không phải đàn ông sao, cô em xinh đẹp như vậy. Hắn lại không thèm để ý đến, nhìn mà anh thấy đau lòng. Đồ vô liêm sỉ, cút đi, dám đánh tôi. Đánh hắn cho ta. các người dùng quyền pháp của võ thần điện cậu nhóc này có chút mắt nhìn không sai chúng tôi chính là vệ sĩ của vương đôn đông anh trai tôi còn là thống lĩnh vệ sĩ của vương đôn đông ngươi dám đánh người của vương đôn đông cậu nhóc này chết chắc rồi vương đôn đông đúng vậy sợ rồi chứ có vẻ võ thần điện cần phải được chấn chỉnh lại một chút một đám người ở ngoài sao lại kiêu ngạo như vậy thật là to gan dám nói xấu chúng ta võ thần điện thật là to gan, dám nói xấu chúng ta, võ thần điện với tư cách là thần binh của võ thần điện, mà lại dám đùa giỡn phụ nữ giữa ba ngày, giờ lại quay sang nói là bị nói xấu, ta là một vệ sĩ của Đông Vương. Thích cô gái này, thì đó là vinh hạnh của cô ta. Thế nào mà lại coi là đùa giỡn được chứ? Vinh hạnh. Ta thấy ngươi thích hợp làm chó hơn, ta sẽ tìm một cái dây xích và buộc ngươi trước cửa khách sạn. Đó mới là vinh hạnh của ngươi. Mồm mép thật sắc bén, ngươi đừng nghĩ là mình đánh nhau giỏi thì đã là cái gì lớn lao. Ngươi chờ đó, ta sẽ gọi đại ca của ta đến ngay, xem anh ấy sẽ dạy dỗ cậu như thế nào. Wow, Tiêu Hàn, tôi càng ngày càng thích anh rồi, đi thôi, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận, tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa. Ôi trời. Sao lại đánh tôi vậy? Tôi đánh cô vì cô không ngoan. Ăn xong thì tôi sẽ đưa cô về nhà. Này, không phải là tiểu thư lý của Bắc Kinh sao? Cô ấy là người trước đây đã gặp tại buổi tiệc quý tộc ở Bắc Kinh. Không rõ tình hình nhà cô ấy lắm, nhưng lúc đó có vẻ hơi khó khăn, chắc cũng không có địa vị cao. À, hiểu rồi, có chút tiền, nhưng không nhiều, nhưng mà nhìn cũng khá xinh đẹp các người là ai? Hàn Phi Phi, một trong bốn gia tộc lớn của Nam Vân Thành, con gái của tập đoàn thống thượng, ta tên là Triệu Minh Lượng, cũng là một trong bốn gia tộc lớn, xin hỏi vị tiên sinh này họ gì? Họ Tiêu, là bạn của cô ấy. Bạn trai. Tiểu thư Lý, cô đang đùa sao? Gã này nhìn đã thấy là tầng lớp dưới cùng. Sao có thể xứng với cô chứ? Cô là cái thá gì? Cô cũng dám đánh giá bạn trai của tôi sao? Tiểu thư Lý, cô cũng là một tiểu thư danh tiếng ở Bắc Kinh mà, cô lại đi cùng loại người không ra gì như vậy, thực sự là mất mặt. Nếu bị truyền ra ngoài, cũng sẽ làm tổn hại đến danh dự của giới tiểu thư Bắc Kinh. Tôi khuyên cô nên cẩn thận. Giới đó còn có danh dự gì? Cô đã nhận nhầm người rồi. Năm ngoái tháng 8, tại bữa tiệc của tiểu thư Tôn ở Điền trang Hải Đôn, Kim Thành. Lúc đó cô ngồi ở góc phòng, tôi thấy cô bị người khác bỏ rơi, còn đặc biệt đến nói chuyện với cô. Cô đã quên rồi sao? Cô nói lần đó à? bữa tiệc đó lẽ ra chị tôi đi cô ấy có việc gấp bắt tôi đi thay tôi ghét những nơi như vậy nên đặc biệt tìm một góc để ngồi hơn nữa không phải là tôi bị bỏ rơi mà là không ai dám đến gần tôi cô đang nói bậy bạ gì vậy gia đình tôn là một gia tộc hàng đầu ở bắc kinh bữa tiệc của tiểu thư tôn phải vất vả mới có được mất công lắm mới có được vé vào trong đó đều là tiểu thư danh tiếng bắc kinh cô đang xúc phạm đến giới chúng tôi đấy để tôi hỏi tôn lộ lộ xem cô ấy trong giới tiểu thư này có phẩm chất như thế nào Tiểu thư à, cô đã hiểu lầm rồi, phẩm chất là dành cho những người có địa vị đủ cao. Với địa vị của tập đoàn Hồng Thương tôi, tôi cho anh ta phẩm chất, anh ta dám nhận không? Hai người các cô đều là người của bốn gia tộc lớn, đúng không? Đúng rồi, có thể là cả buổi tối các ngươi không liên lạc với ba mình. Sao ngươi biết? Bây giờ ông ấy đang xử lý tang lễ. Còn cha cô cũng vậy. Cô đang nói cái quái gì vậy? Phi Phi, cái rác rưởi tầng lớp dưới này chỉ muốn chọc tức cô thôi, đừng để bị hắn lừa. Gã này dám xúc phạm cha tôi, nói cho ngươi, toàn bộ Nam Vân Thành không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ôi thật vậy sao? Tiểu thư lý, dựa vào việc chúng ta đã gặp nhau, tôi có một lời khuyên cho cô. Cô ở bên loại rác rưởi như thế này thực sự làm mất thể diện, cũng làm tổn hại đến phẩm chất của giới tiểu thư Bắc Kinh. Một kẻ thương quê ở Nam Vân Thành cũng dám đại diện cho giới tiểu thư Bắc Kinh sao? Tiểu thư lý có câu nói cửa vàng chỉ xứng nhất là ở hoàng thiên ngự tẩm những người đến đây dùng bữa đều là phú quý đó là một biểu tượng của địa vị cô dẫn theo một gã như vậy đến đây không phải làm hạ thấp tiêu chuẩn ở đây sao tôi thấy hoàng thiên ngự tẩm tiếp đãi loại người như ngươi mới thật sự là hạ thấp tiêu chuẩn nhóc ngươi làm gì vậy anh à ngươi là đồ vô rộ dám đánh con trai của triệu minh đình à đừng nói là cậu cho dù cha cậu có đến đây tôi cũng vẫn vậy đồ rác rưởi mắt mù ngươi biết mình đang đánh ai không cái tên triệu minh đình tại nam vân thành là nhân vật như nào ngươi biết không chưa nghe rõ sao anh ấy nói nếu cha ngươi đến cũng đánh luôn cả cha ngươi dám kiêu ngạo trước mặt ta hả tôi là người được gọi là quỷ kiến sầu ở nam vân thành sớm muộn gì cũng để các ngươi trả giá tôi cho các ngươi một cơ hội bây giờ quỳ xuống lập tức cúi đầu nhận tội lương ca còn có thể chỉ kéo một chân ngươi lại để lại cho ngươi một mạng nhỏ còn về cô xét trên việc cô cũng sinh gái để tôi và phi phi chơi hai đêm chúng tôi có thể cân nhắc chúng ta cũng cho ngươi một cơ hội bây giờ quỳ xuống cúi đầu nhận sai ta cũng có thể tha cho ngươi thật là buồn cười bắt chúng tôi quỳ xuống ai cho ngươi dũng khí vậy ta thấy ngươi thật sự là sống chán sống rồi ta rõ ràng nói với các ngươi chúng tôi hai người các ngươi không động được không động được tại nam vân thành này không có ai trong bốn gia tộc mà không động được lương ca chúng ta nên dập tắt cái khí thế của hắn nếu không hắn sẽ nghĩ bốn gia tộc chúng ta là đất nặn bất kể là người hay chó cũng có thể dẫm lên chúng ta một chân phi phi em yên tâm tôi muốn hai người họ ăn không ngon ngủ không yên trong mắt tôi bốn gia tộc không khác gì đất nặn ai dám khinh thường bốn gia tộc tôi hoàng thúc ngài đến rồi hoàng thúc là cái dân đen này không chỉ buông lời khiếm nhã còn đánh lương ca hắn hoàn toàn không coi bốn gia tộc chúng ta ra gì thứ không biết tự lượng sức mình ngừng lại. Hoàng thúc, ngài sao vậy? Chủ vương gia có vẻ đêm qua ngủ ngon nhỉ. Tinh thần này còn tốt hơn cả lúc hội ký kết hôm qua nữa. Ngài còn nói đến hội ký kết sao? Đúng rồi, Hoàng thúc thiên hạo đâu? Tổng giám đốc Trần tối qua ký hợp đồng lớn. Để tôi, im miệng muốn hại tôi à? Hoàng thúc, ngài đang, Hoàng thúc. Ngươi biết cậu ấy là ai? Dám hỗ sược như vậy. Hắn chẳng qua là một kẻ ăn bám mà thôi. Hắn không phải chỉ là một tên nhóc đứng bên lề ở bữa tiệc con về cô ta, chỉ là một tiểu thư không đáng kể. Mắt các người thật mù, người này chính là tiểu thư thứ hai của nhà Lý ở kinh thành, con nhà hàng Hoàng Thiên Ngự Tẩm chính là sản nghiệp của nhà Lý, mà người này còn là vị hôn phu của tiểu thư Lý. Cái gì? Cái gì cô ấy là tiểu thư thứ hai của nhà họ Lý? Cậu ta là vị hôn phu của tiểu thư, đại danh của gia chủ nhà Tiêu. Tiêu gia, Tiêu gia nam Tiêu Bắc nhà tiêu của người quyền thế nhà họ tiêu ngũ trời với việc nhà họ tiêu lên nắm quyền càng đưa nhà họ tiêu lên đỉnh cao không thể với tới ngay cả nhà họ lý ở kinh thành cũng phải kết thân với nhà họ tiêu các người bây giờ đã hiểu rõ mình đã đắc tội với ai rồi chứ không thể nào hắn không thể là chủ nhà họ tiêu cậu muốn chết à tôi dù không có duyên gặp mặt nhưng tôi đã nghe nói trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn xị các ngươi nhìn xem tay hắn không có gì cả làm sao có thể là gia chủ tiêu được càng không thể là phu quân của tiểu thư Lý quả thực là một đám tự cho mình là đúng, mắt thường của phàm nhân. Vậy có nghĩa là hai người này là giả mạo sao? Một tiểu thư nho nhỏ dám mạo danh tiểu thư thứ hai nhà Lý, một kẻ nghèo hành cũng dám mạo danh gia chủ Tiêu. Hai người thực sự là gan lớn bằng trời. Các ngươi đã nói xong chưa? Các ngươi muốn tìm nhẫn gia chủ. Có phải là cái này không? Nó không phải là cái này sao? Các ngươi muốn tìm nhẫn gia chủ nó không phải là cái này sao cái này không phải nhẫn của tiêu giã sao sao lại ở chỗ anh sau này cô sẽ biết nhìn cái này quả thực là nhẫn của tiêu ra rồi ngươi xem ngươi đã nói gì ngươi nhìn xem anh lần này chúng ta thật sự đã nhìn sai rồi chờ chút hắn vừa nói phụ thân chúng ta đang chuẩn bị hậu sự đúng vậy tối qua bốn gia tộc của chúng ta đã chọc giận đại nhân tiêu con trai ta là thiên con có phụ thân các ngươi con ta bị đại nhân tiêu ban chết được ban chết Hoàng Thiên Hạo chết rồi sao? Trả lời đại nhân, hắn ăn thuốc độc của con trai mình, hắn đã ra đi. Cái gì? Thiên Hạo chết rồi? Hoàng thúc, ngài không phải đang đùa chứ? Tất cả các người im miệng đi, nếu nói thêm câu nào, chỉ e là không gặp được mặt cha con các người lần cuối rồi. Đại nhân Tiêu, là tôi có mắt không chồng, đã đắc tội với ngài và tiểu thư lý, xin các người tha cho tôi. Ngươi hơn cả phụ thân ngươi, hàng quân nguyệt rất nhiều, còn ngươi nữa, tôi sai rồi, cầu xin gia chủ Tiêu. Chờ chút. Tiêu tổng quản ư, ngươi chính là Tiêu tổng quản thông báo chúng ta đến, đúng vậy, chính ta thông báo cho các ngươi, bốn đại gia tộc, ta vừa tiếp đãi bốn đại thiên vương, tiếp theo thì là các ngươi, ngài nói bốn đại thiên vương, chẳng lẽ chỉ bốn phương đông nam tây bắc, đúng vậy, chính là bốn đại thiên vương của võ thần điện, họ đều là những người có võ công cao cường, công thành tuyệt diệu, ta thật vinh hạnh đại diện cho gia tộc Tiêu cùng họ thảo luận về thiên hạ còn tặng cho họ và chủ tiệm võ thần một món quà lớn, có được võ thần điện làm hậu thuẫn, gia tộc Tiêu chắc chắn sẽ càng ngày càng huy hoàng. Tiêu Tổng Quản, sau này chúng ta những gia tộc nhỏ sẽ phải nhờ người chăm sóc phải không? Gia tộc Tiêu gia nhập võ thần điện, các ngươi e rằng quá lạc quan rồi đấy. Gia tộc Tiêu được võ thần điện thừa nhận, lại có bốn đại thiên vương ủng hộ, mỗi người trong gia tộc Tiêu đều có tư cách vào võ thần điện, tất nhiên, trừ ngươi ra, đồ phế vật. Phế vật. Tiêu Cãng, ngươi có ý gì đây hắn không phải là gia chủ tiêu sao đúng là mắt mù mà một phế vật như thế cũng xứng làm gia chủ tiêu hắn chỉ là một kẻ bị gia tộc tiêu chúng ta trục xuất năm xưa một kẻ vô dụng mà thôi bây giờ lại dám mạnh miệng ngươi còn dám giả mạo gia chủ chỉ là một kẻ bị gia tộc tiêu trục xuất năm xưa một kẻ vô dụng mà thôi bây giờ lại dám mạnh miệng ngươi còn dám giả mạo gia chủ tiêu minh lãng có vẻ như ngươi đúng là chó của tiêu giã mà cho dù ta là chó của gia chủ tiêu thì cũng là trung thành với một gia đình đẳng cấp chắc chắn hơn ngươi, kẻ nghèo đến nỗi không đủ tiền gọi taxi. Ngươi làm chó như vậy, thật sự rất thích thú. Các ngươi hà, đều đã hiểu sai rồi. Tên phế vật này, đã bị đuổi 7 năm trước, bây giờ lại dám mạnh miệng. Còn giả mạo gia chủ. Hóa ra là kẻ bị đuổi, mà dám giả mạo gia chủ. Người có hôn ước thật sự với tiểu thư Lý là gia tộc Tiêu chúng ta, gia chủ thật sự không phải là phế vật này, mới gọi là môn đăng hộ đối. Điều này, gia tộc Lý cũng thừa nhận, có vẻ như hôn ước giữa Tiêu và Lý đã gặp vấn đề. Tiêu Lãng nói đúng, nhà giàu rất coi trọng môn đăng hộ đối, tiểu thư Lý thích một kẻ bị đuổi, nhưng gia tộc Tiêu và Lý đã hẹn ước, hôn sự này Tiêu Hàn dám giả mạo vị hôn phu của tiểu thư Lý. Còn ép chết con trai ta, ngươi đáng chết muôn lần. Hai người này, một kẻ giả mạo thiếu gia Tiêu, một kẻ giả mạo tiểu thư thứ hai nhà Lý, thật là coi thường pháp luật không biết trời cao tiêu hàn có phải là thiếu gia tiêu hay không tạm thời không bàn còn tôi có phải tiểu thư thứ hai nhà lý hay không hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ngươi và hắn là cùng một loại còn hắn nữa tiểu thư thứ hai nhà lý sao đúng vậy trước đây tôi từng gặp cô ấy trước đây là anh cứu tôi bây giờ đến lượt tôi cứu anh coi như ngươi còn có chút mắt nhìn một khi đã nhận ra ta là tiểu thư thứ hai nhà lý còn không nhanh chóng cút đi tiểu thư thứ hai nhà lý thì thì sao nào cho dù ngươi là tiểu thư thứ hai nhà lý thì thì sao nào tiêu minh lã ngươi vô lễ vô lễ thì sao nào cha cô đã đến rồi nam yên thành đã cấm túc chị cô nói rõ ràng ba ngày sau sẽ cưới ra chủ nhà tôi liên hôn giữa hai nhà sự đã rồi cô nhị tiểu thư nhà họ lý có thể gây ra chuyện gì chị tôi chị tôi bị cấm túc rồi đám cưới thế kỷ giữa nhà tiêu và nhà lý chỉ thuộc về thiếu gia nhà tiêu và đại tiểu thư lý không sai, loại người không ra gì như vậy, làm sao có thể xứng đáng với đại tiểu thư nhà Lý. Được, ngươi tiêu hàn, hôm qua, ngươi giả mạo danh nghĩa thiếu gia tiêu, ngươi thật là táo tợn. Còn ép buộc giết con trai ta, giờ đại tiểu thư Lý ra không cần ngươi nữa, thu nay ta nhất định sẽ đòi lại cho con trai ta. Nhị tiểu thư Lý ra, thì ra ngươi chẳng qua là thứ phế phẩm mà chị ngươi không cần nữa. Các ngươi, tiêu minh lãng. Hôn sự của chị tôi cũng không phải là một con chó nhà tiêu như ngươi có thể quyết định. Nhị tiểu thư Lý ra, tôi khuyên cô hãy cân nhắc thật kỹ. Về chính bản thân mình. Ý ngươi là gì? Gia chủ nhà ta và chị cô kết hôn, ta sẽ xin gia chủ hứa hôn cô cho tôi, tôi cũng coi như là một con cua nhà Tiêu, kết hôn với tôi cũng không phải là hủy hoại cô. Ngươi mơ à? Có phải mơ không, đến lúc đó cô sẽ biết thôi, còn ngươi, phế vật này, mà dám giả mạo gia chủ, ta thấy ngươi có vẻ không muốn sống nữa. Chỉ là một gia chủ nhà Tiêu nho nhỏ, ngươi nghĩ ta sẽ để tâm à? Ngươi giờ đây bắt đầu muốn tách ra rồi sao? Ngươi vừa rồi không phải vẫn đeo nhẫn gia chủ nhà Tiêu đó sao? Đúng là nhẫn gia chủ ngươi nhìn tay hắn kìa không thể nào nhẫn gia chủ sao lại ở trong tay ngươi điều này không thể nào nhẫn gia chủ sao lại ở trong tay ngươi gặp nhẫn gia chủ như gặp gia chủ thực sự tiêu minh lãng còn không mau quỳ xuống bái kiến gia chủ nhà ngươi cô bảo ta bái kiến hắn à có vấn đề gì sao ta phun tiêu hàn ngươi dám giả mạo nhẫn gia chủ thật là tội đáng chết vạn lần ngươi nói cái nhẫn này là giả đương nhiên rồi cái nhẫn này ta rõ ràng là gửi tặng. Gửi tặng ai vậy? Đương nhiên là gửi tặng gia chủ rồi. Đừng đánh lạc hướng, nhẫn gia chủ này luôn ở trong tay ta. Cái nhẫn này nhất định là giả. Giả mạo, không sai. Tiêu hàn giả mạo hôn phu của tiểu thư nhà Lý, hổ giả hổ uy nhất định là đã tính toán từ lâu. Giả mạo nhẫn cũng nằm trong dự đoán. Giả mạo nhẫn gia chủ, giả mạo gia chủ nhà tiêu, còn giả mạo hôn phu của tiểu thư nhà Lý. Tiêu hàn tội đáng chết vạn lần nên bị ngũ mã phanh thây tiêu tổng quản ngài ra lệnh đi chỉ cần ngài ra lệnh chúng tôi mấy đại gia tộc ở nam vân thành sẽ ban lệnh truy sát tiêu hàn để hắn không còn chỗ đứng ở nam vân thành tiểu thư ngươi họ khán đúng vậy cha ta chính là khán quân nguyệt quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ ngươi cũng như phụ thân ngươi rất thích ban lệnh đỏ cho người khác nhưng ta nói các ngươi biết hôm qua cha các ngươi đã ban lệnh đỏ cho ta rồi ta không những không chết ngược lại bọn họ quỳ xuống cầu xin ta tha cho mạng sống cho vợ con họ bây giờ các ngươi đang tự cắt đứt sinh lộ nói vậy. Cha ta sao có thể quỳ lại cầu xin ngươi, Hoàng Phi Hổ? Ông hãy nói cho tôi biết tôi có đang nói bừa không? Hoàng Phi Hổ, ông hãy đến nói với những gì tôi nói đúng không? Tiêu Hàn, hôm qua bốn gia tộc chúng tôi đã nhận bộ là vì tiểu thư Lý, chứ không phải vì cậu. Bây giờ thân phận của cậu đã bị lộ, tiểu thư Lý sẽ tổ chức lễ cưới với thiếu gia Tiêu. Lễ cưới này rất quan trọng, cậu thật là ngốc nghếch. Trước hết là bị Tiêu gia vứt bỏ, rồi đến lượt Trần gia vứt bỏ. Bây giờ tiểu thư Lý cũng không cần cậu nữa. Cậu có tư cách gì ở đây mà kêu là? Nói rất hay. Hắn chỉ là một con chó hoang bị tiêu gia đuổi đi, các người đừng có sợ hắn. Cái gì? Hôm qua hắn thật sự ép bố tôi quỳ xuống. Chúng tôi lúc đó tưởng hắn là phu quân của tiểu thư Lý, để hắn vung dao hổ phách, bây giờ nghĩ lại thật là một nỗi nhục cả đời. Cái tên họ Tiêu, ngươi dám khiến bố ta quỳ, ngươi còn ép ông ấy chết tôi, Triệu Nguyên Lương và toàn bộ Triệu gia sẽ không tha cho ngươi. Tôi, Hàn Phi Phi và toàn bộ Hàn gia cũng sẽ không tha cho ngươi Tiêu Hàn, không thể tha thứ. Lệnh truy sát hôm qua là do con trai tôi dẫn đầu, không ngờ lại bị ngươi chơi một phố, khiến con trai ta chết thảm. Hôm nay tôi, Hoàng Phi Hổ lại ra lệnh truy sát người Hoàng gia sẽ không tha cho ngươi. Quả thật không hổ danh là bốn đại gia tộc, mỗi người trong số họ đều là kẻ biết dựa gió mà trèo chung. Nhưng các người hãy nghĩ kỹ, lần này thật sự là không chết không ngừng. Tiêu Hàn giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ là vài tên tiểu tốt ở Nam Vân Thành, trong mắt tôi chẳng khác gì gà Tây và chó đất cậu ta nói cũng không sai. Gì cơ? Dù sao trước đây hắn cũng là người của tiêu gia, thấy không vừa mắt mấy người gà Tây này cũng là điều bình thường. Như thư. vậy thì, cũng không tính là làm nhục danh phận của tiêu gia. Nhưng giờ đây tiêu gia, đã không còn là chỗ dựa của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Tôi với tư cách tổng quản của tiêu gia, ra lệnh truy sát tiêu hàn, tiêu gia sẽ không tha cho người. Tiêu Minh Lãng, ngươi dám, tôi nhị tiểu thư, đây là chuyện nội bộ của tiêu gia, một nhị tiểu thư của Lý Gia như cô không có quyền can thiệp. Tất nhiên nếu cô muốn gả cho tôi, tôi có thể cân nhắc chỉ cần làm gãy tứ chi của tên này để lại cho hắn một mạng chó tiêu minh lãng ngươi chỉ là một con chó được tiêu ra nuôi cũng dám thay mặt tiêu ra ra lệnh truy sát sao tại sao tôi không dám tiêu hàn à giả mạo lừa người giả mạo chủ gia còn dám giả mạo vị hôn phu của đại tiểu thư xúc phạm bốn đại gia tộc những tội lỗi này có tội nào không phải là tội hôm nay tiêu ra sẽ quét sạch mọi thứ quét sạch mọi thứ tiêu minh lãng câu này có lẽ nên do tôi nói ngươi một kẻ bị tiêu ra đuổi ra có tư cách gì ta vốn không muốn quan tâm đến các người nhưng nhìn xem tiêu giã đã phá hủy tiêu gia thành cái dạng gì rồi nương tựa vào quyền quý âm thầm có ý đồ nếu ta còn không ra tay thì sự nghiệp ngàn năm của tiêu gia sẽ bị phá hủy tiêu hàn cậu một kẻ yếu đuối bị đè nén như vậy sao có thể hiểu được lời của chủ gia ta không cần phải hiểu ta chỉ cần dìm chết các người là đủ rồi ta nghe thấy gì vậy chỉ là một kẻ yếu đuối lại dám nói sẽ đè bẹp tiêu gia ở kinh thành tiêu tổng quản Tôi phần nào biết tại sao hắn bị tiêu tộc đuổi ra. Hắn có phải là có vấn đề về não không? <laughs> tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Người đâu? Mau giữ chặt hắn lại. Tôi muốn đánh gãy hết xương của hắn. Người đâu? Giữ chặt hắn lại cho tôi. Tôi muốn đánh gãy hết xương của hắn. Ai dám? Nhị tiểu thư, cô xác định muốn đối đầu với tiêu gia sao? Ngươi chỉ là một tổng quản nho nhỏ, cũng có thể đại diện cho tiêu gia. Còn tôi là chính thức của Lý gia. Nhị tiểu thư, cung đình này càng là sản nghiệp của Lý Gia. Nếu hôm nay để các người làm thương bà ta, thì Lý Gia chúng ta còn mặt mũi nào người đâu. Tiểu thư, bảo vệ bạn tôi. Sau đó đuổi những người này ra ngoài. Không bao giờ được vào đây nữa. Xin hãy thực hiện. Lý Kinh Hô xác định muốn đối đầu với tôi sao? Tiêu Hàn, ngươi là một kẻ vô dụng. Quả nhiên lời vợ cũ của ngươi nói không sai. Chỉ biết núp sau lưng phụ nữ mà thôi. Tiểu thư Lý, cung đình này tuy là địa bàn của cô, nhưng đừng quên, đây là Nam Vân Thành. Đúng vậy, cô có thể bảo vệ hắn một lúc. Nhưng có thể bảo vệ hắn suốt đời bảo sao? Bảo vệ một lúc thì được một lúc. Tiểu muội tương lai của tôi thật là nghĩa khí. Được rồi, kinh thôi không cần cô bảo vệ. Cô lùi sang một bên. Xem tôi xử lý mấy kẻ này như thế nào. Được. Nào. Về ba nhà các người, ta đã cho các người cơ hội rồi, là các người không biết quý trọng. Nếu các người đã muốn chết, ta sẽ cho các người vừa lòng. Còn ngươi, Minh Lãng, hôm nay ta sẽ làm tàn phế ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi còn một hơi thở, ta sẽ đợi tiêu giã đến xử lý. Ta khinh. Ngươi, một phế vật cũng dám làm tàn phế ta. Cũng chỉ vung tay một cái. Ngươi thật là một phế vật. Nếu không có tiểu thư nhà Lý che chở cho ngươi, ngươi còn có thể ở đây khoe khoang sao? Ngươi đừng quên. Cô ấy, chỉ là một tiểu thư. Nhà Lý này, cũng không phải là do cô ta nói là được. Lý Kinh Hồng chờ khi ra chủ nhà tôi cưới chị cô nhé. Xem xem ta sẽ chơi với cô như thế nào nhị tiểu thư không có quyền quyết định vậy ta đại tiểu thư có quyền hay không chị sao có thể không phải đã bị gia chủ nhà lý nhốt lại sao em gái ta không có quyền quyết định vậy ta có quyền quyết định không đại tiểu thư à cô sao lại đến đây đây là lãnh địa của nhà lý ta đến đây cần phải báo cáo với ngươi một con chó nhà tiêu sao không, không dám. Không dám hay không phục. Cô là chủ mẫu tương lai của nhà tiêu. Cô dạy dỗ thuộc hạ. Thuộc hạ không dám trái lời. Ta đúng là chủ mẫu tương lai của nhà tiêu. Nhưng chủ nhân không phải là tiêu dã Cái thứ đó ta không xứng. Ngươi trở về nói với tiêu dã Đây mới là phu quân của ta. Ba ngày sau ta sẽ kết hôn với hắn. Nếu tiêu dã đến, ta sẽ để hắn ngồi hàng đầu. Đại tiểu thư, cô biết điều này không thể mà ngươi đang dạy ta làm việc sao tôi tiêu hàn ngươi thật là vô dụng đừng đắc ý cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể thành công tiêu hàn sẽ không đồng ý chắc chắn nhà lý tuyệt đối sẽ không đồng ý chúng ta sẽ xem chị chị không sao chứ không sao vừa nãy chạy trốn quá gấp chị bị hụt hơi chị thật sự đã trốn ra được cha và cha của hắn buộc chị phải gả cho tiêu giã nhưng chị tuyệt đối không đồng ý. Bây giờ chỉ anh mới có thể cưới tôi. Em gái, lên lầu mở cho chị phòng tổng thống, tối nay chị sẽ vào động phòng với anh ấy làm cho gạo nấu thành cơm. Em gái, lên lầu mở cho chị phòng tổng thống, tối nay chị sẽ vào động phòng với anh ấy làm cho gạo nấu thành cơm. Chị, chị có nghiêm túc không? Đương nhiên là nghiêm túc, chị đã tính toán thời gian rồi, tối nay động phòng có khả năng rất lớn có thể mang thai, đến lúc đó chị sẽ trốn 10 tháng chờ đợi sinh con rồi sẽ trở về. Dù cho cha hắn có yêu cầu cũng không thể. Đi, bây giờ đi. Chờ một chút. Làm sao vậy? Anh không muốn sao? Xin đừng nói về ký ức đã mất của tôi. Chúng ta tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần. Cô đã muốn cùng tôi sinh con. Tôi một chút chuẩn bị cũng không. Cái này cần chuẩn bị gì? Anh không phải đã kết hôn sao? Cái này không biết sao? Nói là chuẩn bị tâm lý. Tâm lý anh cho rằng tôi không đủ xinh đẹp. Cô rất xinh đẹp. Là thân hình của tôi không đủ tốt. Thân hình cô này nở rất đẹp vậy không phải được rồi sao tôi vẫn là lần đầu tiên anh không thiệt thòi đây không phải vấn đề thiệt thòi hay không tôi cho rằng vấn đề này hai bên cần tình cảm nước đến thuyền sẽ trôi tình cảm có thể từ từ phát triển nhưng bây giờ tôi thật sự không có thời gian anh đừng thấy tôi vừa nãy nói rất hung dữ nhưng cha tôi ép tôi ba ngày sau phải kết hôn với tiêu giã đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi chị vậy nếu chị đã trốn ra được rồi mau chạy đi chứ chạy đến chân trời đâu cũng có thể đi được mà cha đã đóng băng tài khoản của chị và giữ hết giấy tờ chị chạy đi đâu được chứ hơn nữa với sự kết hợp của bắc lý và năng sức mạnh của hai gia tộc lớn này đáng sợ đến thế nào chị có thể chạy một lúc nhưng không chạy cả đời được hôm nay chị sẽ cùng tiêu hàn động phòng chị không tin là tiêu giã một gia chủ cao quý của tiêu gia sẽ lấy một người phụ nữ mang thai con anh mình đi theo em lên lầu con dám à thật không ngờ con lại có ý nghĩ bẩn thỉu vậy ta sẽ đánh chết con đánh chết con cũng tuyệt đối không kết hôn với tên khốn tiêu giã đó con thật khiến ta tức chết bây giờ cuộc hôn nhân giữa hai nhà đã làm chấn động cả nước hạ con hủy hôn thì mặt mũi lý gia chúng ta để đâu làm mất mặt lý gia con phải hy sinh cả cuộc đời của mình ư mà mặt mũi của lý gia chúng ta cả tiêu gia người mà con lén lút quan hệ chính là ô nhục của tiêu gia nếu tiêu gia nổi trận lôi đình và khai chiến với nhà chúng ta thì sao khai chiến thì khai chiến mặc dù tiêu gia những năm gần đây rất mạnh nhưng lý gia chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu nói thì dễ nhưng lý gia của chúng ta mấy năm nay đang suy yếu tiêu gia lại đang trên đà thịnh vượng nếu thực sự khai chiến lý gia chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ bị diệt vong con gái à Cha biết con không muốn gả cho tiêu giã, nhưng mà lý ra chúng ta thực sự không còn cách nào khác. Chú Lý, cháu cảm thấy, nếu giao phó vận mệnh của một gia tộc cho cuộc hôn nhân, mặc dù có thể tạm thời vượt qua khủng hoảng, nhưng e rằng khó có thể lâu dài. Ai vậy? Tiêu Hàn, ta biết. Ngươi đã bị tiêu ra đuổi ra ngoài năm đó. Một người bị đuổi. Mà dám quản lý chuyện của Lý gia chúng ta, cháu không muốn quản chuyện của Lý gia, nhưng Lý Yên là bạn của cháu, cháu không muốn thấy cô ấy bị một người cha như vậy đẩy vào lửa. Tiêu gia đang ở đỉnh cao mà trong mắt ngươi chỉ là một cái hố lửa. Tiêu Dã tham vọng lớn, mục đích của hắn khi cưới đại tiểu thư là để nuốt trọn Lý gia. Nếu chú tin điều đó, thì thật sự đã đẩy Lý gia vào miệng hổ. Nói bậy, ngươi ở đây, dám ở đây xúi dục quan hệ giữa Tiêu và Lý, thật không có tầm nhìn. Ta sẽ bắt ngươi lại, chắc chắn Tiêu gia cũng sẽ thấy sự chân thành của Lý gia. Ta sẽ bắt ngươi lại, gửi đến Tiêu gia, để Tiêu gia thấy được sự chân thành của Lý gia. Ba đừng mà. Tiêu Phong, anh mau đi đi. Nếu thật sự bị gửi đến Tiêu gia, Tiêu Minh Lãng và Tiêu Giã chắc chắn không tha cho anh đâu. Yên tâm đi, chưa nói đến việc chú Lý có khả năng bắt được tôi hay không. Dù tôi có trở về Tiêu gia, họ cũng chưa chắc có thể bắt được tôi. Nói lớn thật đấy, hôm nay phải xem ngươi có thực lực gì. Thưa ngài, bắt giữ người này cho tôi. Đây không phải là bạn của Nhị tiểu thư sao? Ai là chủ của ngôi nhà này? Dạ. Thế thì còn khách sáo gì nữa? Lôi hắn ra ngoài, gửi đến Tiêu gia. Ba. Chị, con cầu xin cha tha cho anh ấy, con sẽ đồng ý. Chị gái, con rốt cuộc muốn lấy ai? Tiêu. Chị. Đợi đã. Cô không cần làm vậy. Tôi đã sớm nói với cô, nếu cô không muốn cưới, thì không ai có thể ép cô, cả cha cô cũng không được. Phản rồi. Con thú của tiêu gia, dám nói chuyện với tôi như vậy, thật sự là phản rồi. Đủ rồi. Ba, nếu con đã nói sẽ cưới thì nhất định sẽ cưới nhưng nếu ba bắt anh ấy con sẽ mang lý ra cùng với tiêu gia sống chết cùng nhau ba biết con mà con nói được thì làm được con 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 điên rồi tiêu hàn tôi có chuyện muốn nói với anh cô không cần phải miễn cưỡng tôi nói thật với cô dù tiêu gia và lý gia liên minh trong mắt tôi cũng chỉ như kiến hôi tôi tùy ý có thể bóp nát đúng vậy nhưng nếu anh làm lý gia bị hủy hoại thì tôi tiểu thư lý gia sẽ làm sao cô không cần phải lo cho tôi chỉ là một tiểu tử của tiêu gia tôi luôn tin anh được rồi cô tin tôi sao lại phải cưới tiêu giã anh có muốn cưới tôi không tôi tôi thấy anh thực sự đã quên hết mọi thứ tiêu hàng ca ca khi lớn lên anh cưới em nhé được đợi em lớn lên anh nhất định sẽ cưới em chiếc nhẫn này là tín vật anh tặng em khi anh lớn lên có tiền rồi anh nhất định sẽ đổi cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất đẹp nhất trên thế giới em không cần những kim cương lớn em chỉ muốn chiếc nhẫn nhựa này tôi đã quên nhiều chuyện lắm tôi không nhớ nổi tôi chỉ nhớ được chiếc nhẫn nhựa đó nhưng không nhớ nổi chủ nhân của nó chiếc nhẫn đó chiếc nhẫn đó nếu anh không nhớ được thì đừng cố hãy nói cho tôi biết trước đây tôi đã trải qua những gì nói cho tôi biết em nói cho anh có ích gì đâu anh đã quên hết tôi chỉ nhớ đến một cô gái tôi đã đeo nhẫn cho cô ấy cô ấy nói muốn cưới tôi có phải cô không các người đang làm gì vẫn chưa xong à khi anh nhớ ra thì mọi thứ sẽ rõ ràng, bây giờ không có thời gian, chỉ có thể nói điều anh muốn biết nhất chính là nguyên nhân cái chết của cha anh. Cha tôi, cha tôi đã chết như thế nào? Cha anh bị Tiêu Dã và mẹ hắn hại chết. Em biết không nhiều, chỉ biết mẹ của Tiêu Dã cũng chính là mẹ kế của anh, bà ta cực kỳ bí ẩn, bà ta có một công pháp cực kỳ tà ác. Đã chuyển toàn bộ nội lực của cha anh vào người Tiêu Dã. Nhưng công pháp đó rất tà ác, nên cha anh chết không toàn thây. Tiêu Dã. Tiêu Hàn, anh không sao chứ, Đồng Yên, xong chưa? Tiêu Hàn, em phải đi. Đồng Yên còn nhìn gì nữa? Bây giờ về nhà với ta, từ giờ trở đi, con và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa. Đi thôi. Chị, chị với ba về trước đi. Em còn chút việc phải xử lý, con làm gì vậy? Ba, ba quản lý rộng quá rồi đấy. Chị muốn kết hôn, chẳng phải con kết hôn. Sao ba phải quản con? Ba, không cần quan tâm đến em ấy nữa. Em không thoải mái, về nhà cũng ẩm ý, chúng ta đi trước đi. Được rồi, con hãy nhớ, cấm gây rối ba ngày sau phải về, đến dự đám cưới, con làm phù dâu. Ít nói lại thôi, nhanh lên. Anh rể, anh không sao chứ, đừng làm em sợ, không sao cả. Chỉ là bệnh cũ tái phát nên đau đầu. Anh thật sự không nhớ bất kỳ chuyện gì trước đây sao? Có phải cô biết điều gì không? Cô nói cho tôi biết, có thể sẽ giúp tôi khôi phục trí nhớ đã mất. Ôi, đau quá. Được rồi, em sẽ nói cho anh, anh đừng kích động. Nói đi, được rồi, em sẽ nói, anh đừng kích động. Họ đã đánh tôi, một đám vô dụng lại bị một thằng nhóc nhỏ bé đánh thật mất mặt đại ca đừng nhìn thằng nhóc này trắng trẻo nó rất mạnh đấy vô dụng thằng nhóc mày vừa đánh anh em của tao đúng không có biết điều không rõ ràng là các người đã trêu chọc tôi trước anh rể tôi mới ra tay dạy dỗ họ anh rể vừa rồi các người nói không muốn kết hôn mà hai chị em các người ngông ghê nhỉ hay là chúng ta cùng tham gia ngươi quá đáng quá đáng là các người các người biết không anh em của tao đều là vệ sĩ dưới trướng trấn Đông Vương, đánh anh em chúng tao tức là đánh vào mặt trấn Đông Vương. Trấn Đông Vương thì sao? Người dưới trấn Đông Vương không thể không biết điều được sao? Chúng ta quan tâm đến sức mạnh. Ồ, phải không? Đúng vậy, chúng ta trong võ thần điện âm thầm bảo vệ, dựa vào nắm đấm sắt thép. Chỉ nói về nắm đấm, không nói lý lẽ, võ thần điện chính là lý lẽ. Các người, các người quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta ở võ thần điện lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Hôm nay các người mới biết à? được rồi chỉ nói về nắm đấm không nói lý lẽ vậy tôi sẽ nói cho các người nghe về nắm đấm đủ rồi đừng đánh nữa nếu không sẽ đánh chết người đó làm sao có thể ngươi rốt cuộc là gì vậy? Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là gì vậy? Thực lực như vậy. Không phải ngươi nói chỉ nói về nắm đấm, không nói lý lẽ xa. nắm đấm của ta lớn hơn tất cả các ngươi cộng lại. Các ngươi muốn thế nào nữa? Được, ta biết ngươi rất mạnh. Dù mạnh đến đâu cũng không đánh lại Trấn Đông Vương và Võ Thần Điện đâu, không sai, Đông Ca chúng ta là Trấn Đông Vương, sẽ hạ sạch thủ lĩnh, ngươi đã đánh Đông Ca, chính là chọc Trấn Đông Vương, chưa chọc cả Võ Thần Điện. Ngươi có thể đại diện cho Đông Dạ Ý và cả Võ Thần Điện sao? To gan thật dám gọi thẳng tên, ngươi dám làm gì? làm gì thì làm ta nói ngươi có thể làm gì ta quá đáng vị vua này là một trong bốn thiên vương của võ thần điện du địa vị cao quý trong nội bộ chỉ dưới võ thần điện ngoài ra chỉ có quốc chủ mới có thể thắng được một trong số họ ngươi là thân phận gì dám trực tiếp gọi tên nhóc ta công nhận ngươi có thể đánh nhưng không tôn trọng vương gia toàn bộ trấn đông vương một triệu binh sĩ sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đến lúc đó ta xem ngươi còn đánh được bao nhiêu bốn đại thiên vương cùng khí liên chi là sự chú ý của võ thần điện đắc tội với đông vương ba người còn lại cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đúng không anh rể thôi đi Võ thần điện địa vị cao quý, quyền lực lấn át thiên hạ, chúng ta đừng làm dối thêm nữa. Địa vị cao quý thì có ý nghĩa gì? Quyền lực lấn át thiên hạ thì có ý nghĩa gì? Mục đích sáng lập võ thần điện chính là để giúp đỡ anh hùng, giúp đỡ người dân, nhưng giờ đây có một số người lại lợi dụng danh nghĩa võ thần điện, bắt nạt ức hiếp phụ nữ, tra đạp dân chúng, thực sự là nhơ nhúc và đáng chết. Đây vẫn là võ thần điện sao? Trông giống như cướp bóc không? Anh đừng nói nữa. Thằng nhóc, ngươi chết chắc rồi. Dám vu khống, bôi nhọ ta và võ thần điện, ngươi đang tự mình đắc tội với võ thần điện đấy thằng nhóc bây giờ ngươi chỉ còn một cách đó là ngay lập tức quỳ xuống tự thiêu bốn chi nếu không cho dù có là chủ đất nước cũng không cứu được ngươi cho dù có xúc phạm thì sao còn dám xúc phạm tùy tiện công khai sỉ nhục người của võ thần điện thì sẽ bị giết không tha ai dám sỉ nhục võ thần điện chứ ai dám sỉ nhục võ thần điện vậy vương gia ba vương gia thật đúng lúc chính hắn đã mắng chúng ta là nơi chứa chấp tội lỗi còn nói chúng ta là ổ cướp thật táo bạo và kiêu ngạo cái tên cứng đầu này từ đâu ra mày thật sự ửng thằng nhóc lần này mày thật sự là không còn đường về trời không cửa xuống đất rồi hồng môn võ thần thiên vấn bốn đại thiên vương có gan thì lại. bây giờ lặp lại những lời vừa rồi đi bốn vị thiên vương tôi là tiểu thư thứ hai của nhà lý lý kinh hồng việc này thực sự là có hiểu lầm nhà lý ở kinh thành vậy nhà lý ở kinh thành thì có ý nghĩa gì người của võ thần điện sẽ giết không tha nếu trong võ thần điện có người ức hiếp đàn ông bóc lột phụ nữ thì nên xử lý thế nào chúa thiên vấn ta hỏi ngươi điều luật thứ ba của võ thần điện là gì thằng nhóc may thật sự kiêu ngạo đấy hiện giờ bốn đại thiên vương tụ họp may dám công khai chất vấn vương gia may thực sự đáng chết vạn lần anh rể xin đừng nói nữa các vị vương gia anh rể tôi không có ý chất vấn các người anh ấy chỉ là tôi tôi chính là đang chất vấn chúa thiên vấn Ta hỏi ngươi, điều luật thứ ba của thần điện là gì? Khốn kiếp, may thật sự đã quá đáng rồi, phải không? Xin vương gia ra lệnh, tôi sẽ dẫn người đi trảm thủ tên này ra thành trăm mảnh. Xin vương gia ra lệnh, xin vương gia ra lệnh. Chấm xin vương gia ra lệnh. Ta sẽ chém các người thành trăm mảnh. Chúa Thiên Vấn, ta hỏi ngươi, điều luật thứ ba của Võ Thần Điện là gì? Đáp lại lời của vị tiên sinh điều này. Điều luật thứ ba của Võ Thần Điện là Lenin. Tội lỗi với phụ nữ thì thật sự là bảo tàn. Kẻ vi phạm phải bị chém chết. Có vẻ như ngươi vẫn chưa quên. Đây là điều người của Võ Điện nhất định phải biết. Không dám khinh suất. Đám người này đều là thuộc hạ của ngươi. Chính những người này vừa rồi đã quấy rối nhị tiểu thư lý. Trước mặt mọi người, tôi ra tay dạy dỗ họ mà họ vẫn không ăn năn, lợi dụng danh nghĩa võ thần điện để uy hiếp. Nói xem nên xử lý như thế nào. Tội chết. Vậy thì cứ làm đi người đâu, để cho những kẻ này biết tội lỗi của chúng. Rõ ràng là tội ác, phải xử tử trước công chúng. Vương gia, vương gia, vương gia, vương gia, vương gia xin tha mạng cho tôi. Cảm ơn ngài. Võ thần điện đã quét sạch bọn lưu manh. Những người đó là thuộc hạ của ngươi, ngươi không biết dạy bảo, cũng là có tội, phạt ngươi về nghĩ ba ngày, tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm. Thiên vấn, tuân lệnh, anh rể anh rể làm sao anh làm được cái gì mà làm được đó là chính đông vương đấy còn có cả chính tây chính nam và chính bắc bốn đại thiên vương cùng tụ tập anh đã ép họ khuất phục được rốt cuộc anh là ai rốt cuộc anh là ai anh là anh rể của em mà anh nhớ lại rồi à nhớ được nhiều rồi nhưng còn thiếu một điều nhưng không sao trong lòng anh điều đó anh cũng đã đoán được rồi sao lại nhìn vậy em không phải muốn nói điều này trước đây anh từng trách mắng chính nam vương như vậy rồi lại trách mắng chính đông vương đó là bốn đại thiên vương đấy anh làm sao khiến họ nghe theo vậy đương nhiên là dùng tình lý để thuyết phục họ thôi sự thật là như thế quy củ võ thần điện nghiêm ngặt thiên hạ đều biết vừa rồi mấy tên kia đã phạm quy củ nếu chính đông vương không xử lý thì uy tín của võ thần điện sẽ ra sao chỉ đơn giản thế thôi còn phức tạp được đến đâu nữa nhưng mà chính đông vương cũng là người biết lý lẽ mà anh còn bắt ông ấy đi suy ngẫm lỗi lầm nữa đây cũng là giới luật của võ thần điện ông ấy biết mình sai phải có trách nhiệm dù tôi không nói ông ta cũng sẽ tự mình đi suy ngẫm ba ngày anh thật là cứng đầu nhưng mà chuyện này thôi đừng nhưng mà nữa cô nghĩ về chuyện khác đi nghĩ xem đám cưới của chị cô ba ngày nữa thế nào đúng đúng ba ngày nữa chị tôi sẽ cưới tiêu dã rồi ôi làm sao bây giờ hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn bây giờ đi sao cô vẫn nhớ chuyện này chứ đây là cách duy nhất rồi mà yên tâm để tôi lo để anh lo anh định làm thế nào cần tôi giúp không thật sự có chuyện cần cô giúp về báo lại cho tiêu giả nói với hắn ba ngày nữa tôi nhất định sẽ tìm hắn bẩm điện chủ lệnh của ngài đã được truyền đi tinh nhuệ dưới trướng bốn thiên vương đã toàn bộ xuất phát chỉ cần hai ngày là đến nam anh thành tiêu giả khi trưởng thành đã huy động toàn bộ tinh nhuệ của tiêu gia nhưng lực lượng mạnh mẽ của họ đã bị chúng ta đánh bại toàn bộ rất tốt truyền lệnh xuống không ai được hành động khinh suất đợi đến ngày cưới tôi muốn dành cho họ một bất ngờ vâng còn một việc nữa huyền dạ thuộc hạ có mặt tìm cho ta chiếc nhẫn kim cương to và đẹp nhất thế giới ta sẽ dùng trong ngày đại hôn thuộc hạ tuân lệnh còn chuyện gì không kẻ thù giết cha năm xưa của ngài đã tìm ra rồi ngoài tiêu giã và mẹ kế của ngài ra còn có một người khác tôi thật không ngờ tiêu hàn lại dám giả mạo gia tộc tiêu gia lại còn mượn danh của tiểu thư lý để diễu võ dương oai xem chút nữa khiến chúng ta tự sát thật là một sự nhục nhã lớn trong suốt cuộc đời của tôi cảm ơn tổng quản lý tiêu đã vạch trần kẻ vô dụng đó điều này đã cứu mạng chúng ta hãy để chúng ta nâng ly chúc mừng tổng quản lý tiêu thêm một lần nữa chúc hoàng quyền thịnh vượng chúc mừng tổng quản lý tiêu kẻ vô dụng hàn hàn đó chỉ có thể kéo một cái áo hổ một lần giờ đây hôn ước giữa gia chủ nhà tôi và tiểu thư nhà họ lý đã được công bố ra thiên hạ không có sự ủng hộ của tiểu thư nhà họ lý thì kẻ vô dụng đó có thể là cái gì chứ đúng vậy con thú khốn kiếp này ép tôi phải tự tay hại con trai mình sau khi lễ cưới đã rõ ràng tôi nhất định sẽ lột ra kẻ này để an ủi linh hồn con trai tôi ở trên trời để tôi có một cái tốt. Như vậy cũng tốt. Cách làm của Tiêu Hàn lần này cũng đã gây ra sự bất mãn trong gia tộc, vốn định để hắn sống một thời gian nữa để từ từ chơi đùa. Vì hắn đã xúc phạm đến các vị có mặt ở đây, nên không cần giữ lại nữa. Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn. Rất tốt. Tốt. Tổng Giám Đốc Trần. Sao? Tiểu thư Trần lại không nỡ ra tay. Không phải không nỡ, không giấu gì tổng quản tiêu. Tôi vốn nghĩ có chút áy náy với hắn, muốn để lại cho hắn chút mặt mũi nhưng hắn liên tục đòi hỏi quá đáng. Không chỉ xúc phạm các vị có mặt ở đây mà còn sỉ nhục tôi. Đúng vậy, nếu không phải vì hắn, chúng tôi, tập đoàn Trần đã không mất dự án 300 tỷ, hắn còn đẩy tôi vào tù. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không biết đến khi nào mới ra được. Vậy tiểu thư Trần có muốn tham gia không? Tôi rất muốn. Các vị hãy đợi sau hôn lễ ngày mai, chúng ta sẽ lấy máu của Tiêu Hàn để mừng lễ cưới của gia tộc. Nào nào, cạn ly nhé nhìn qua thì thấy, có thể thấy được phần nào một cái miếu mà lại xa hoa đến vậy. Quả thật là những người giàu có hàng đầu của Trấn Nam Vương, gia tộc Lý đã có từ ngàn năm trước tại Nam Vân Thành. Chỉ là sau này phát triển lớn hơn, nên đã chuyển đến Kinh Thành. Gia tộc Lý thật sự là giàu có không quên gốc rễ, ngay cả việc cưới sinh con gái cũng tổ chức ở miếu Lý tại Nam Vân Thành. Chúc mừng Tổng Quả Tiêu, hai nhà Tiêu và Lý đều là mối kết duyên tốt đẹp. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Tiêu chính là gia tộc hàng đầu đại hạ. Hai nhà đều tương xứng, đây mới là thiên tạo duyên phận khi nhà họ tiêu trở thành gia tộc hàng đầu đại hạ thì địa vị của tổng quản tiêu cũng cao lên nhìn khắp đại hạ địa vị sau quốc chủ và chủ tịch thần võ điện nhà họ tiêu thì chính là tổng quản tiêu cảm ơn mọi người đã chúc phúc tiêu hàn còn chưa đến nữa thằng nhóc này còn dám đến dù hắn có đến chỗ này khách hứa đông đủ như mây hắn chỉ là một kẻ vô dụng thưa trong gia đình hắn có tư cách gì để vào cái miếu lộng lẫy của gia tộc lý này chứ và được hay không thì còn phải xem dù sao thì thiệt mời là tôi tự tay phát chỗ ngồi cũng là tôi tự tay sắp xếp kìa thấy không dù cho vị trí đó đối với kẻ vô dụng tiêu hàn cũng đã là cao sang rồi ôi sao tôi lại nghe thấy ai đó gọi tên tôi mọi người đều nghĩ về tôi à tiêu hàn tiêu hàn cậu còn dám đến hắn đang cầm cái gì vậy ông nói cái này há đương nhiên là quà tặng cho em trai yêu quý của tôi món quà trong ngày cưới để báo ân Hạo Thiên Vãng Ký. Đây là, đây là băng gạc. Tiêu Hàn, cậu có ý gì đây? Tôi đang tặng quà, hôm nay là ngày cưới của em trai tôi. Tôi là anh trai mà, phải chuẩn bị một món quà đàng hoàng chứ, gửi cái thứ quà vớ vẩn gì thế, dám làm càn. Tiêu tổng quản Tiêu Khoa Dung độ lượng đã cho cậu thiệt mời, để cậu tham dự hôn lễ, cậu không biết cảm ơn thì thôi, còn dám làm chuyện trái đạo lý như thế. Tôi thấy cậu thật sự chán sống rồi. Tiêu Hàn, ta biết ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ lại táo bạo hơn trước trong buổi tiệc vui vẻ như thế này mà ngươi còn dám gây rối tiêu hàn ngươi rốt cuộc có ý gì ngươi không hiểu thì đợi đến khi tiệc khuya đến sẽ tự hiểu dám làm càn tiêu vào ngày đại hôn của thiếu gia tiêu và tiểu thư lý cậu gửi món quà gì xui xẻo vậy thật sự nghĩ rằng trong ngày vui này chúng tôi không dám động đến cậu sao tổng quản tiêu à gã này chỉ đến để gây rối tôi xin mệnh lệnh hãy giết chết hắn ngay lập tức đừng để ảnh hưởng đến hôn sự tiêu tổng quản hay mau giết chết hắn tiêu hàn chính ngươi tự tìm cái chết không thể trách ai thôi được đây là ngày đại hỉ mà có chút máu me có lẽ lại tạo ra một cảnh tượng mới đợi đã các người muốn thấy kiếm đao trong hôn lễ của chị tôi sao gan thật lớn nhị tiểu thư lý không phải chúng tôi muốn mà là xem thứ mà tiêu hàn gửi đến chỉ là hai cái cờ thôi mà ừ tuy rẻ thật nhưng nhà họ lý có phải là loại thích chê nghèo yêu giàu không nhị tiểu thư vấn đề không phải là món quà rõ ràng là ông im miệng đi ông là một kẻ quê mùa ở nam vân thành thì có gì để nói tư cách gì nói chuyện với tôi nhị tiểu thư cô cố tình thiên vị cô cũng im miệng đi trần kim dung hãy tự biết thân phận của mình nhà họ trần các người thậm chí còn không bằng bốn kẻ quê mùa đó người họ hoàng này không đủ tư cách để nói chuyện với tôi cô càng không có tư cách cô không phục à nhà họ trần các người có bao nhiêu tài sản trần kim dung cô thật sự nghĩ mình là ai tôi nói cho cô biết kỹ năng kinh doanh của cô chỉ đủ để làm một quản lý nhỏ trong một thành phố nhỏ đã là giới hạn của cô rồi có gì mà phải tự mãn chứ trần tổng có thể cứu một doanh nghiệp Sắp phá sản đạt giá trị trăm cô như thế này, xuất thân từ gia đình phú quý, sao có thể hiểu được năng lực của Trần tổng chúng tôi? Tôi cảnh cáo cô bao lần rồi, tôi không muốn nghe cô nói, sao cô lại không nhớ điều này? Nhị tiểu thư Lý, cô đang tức giận vì bị nhục, tôi tức giận à? Trần Kim Dung, cô quả thật vẫn như vậy, không có mắt nhìn cả trăm tỷ tài sản của nhà họ Trần có bao nhiêu nước, cần tôi nói cho cô biết không, nếu không phải Tiêu Hàn ủng hộ từ phía sau thì cả nhà họ Trần đã sớm ra ngoài xin ăn rồi. Cô là một tiểu cô nương Nói chuyện thế nào đây? tiểu cô nương cô đang nói chuyện thế nào vậy cô dám nói một câu nữa thử xem cô có tư cách gì dám nói chuyện với con gái tôi như vậy mẹ đừng có quá đáng đây là tiểu thư nhà họ lý nhà họ lý nhà nào hôm nay là đám cưới của chị tôi đây là miếu của nhà họ lý ôi thì ra là nhị tiểu thư nhà họ lý tôi xin lỗi tôi hơi nóng giận mong nhị tiểu thư thứ lỗi, thứ lỗi cho tôi. Giả tạo chua hoa, chèn ép áp bức, Trần Kim Dung, đây chính là người thân mà cô tin tưởng nhất sao. Đây là người thân của tôi. Không tin họ, vậy còn tin ai được. Tôi thật sự không thể tưởng tượng, có một người cậu và một mẹ vợ như vậy. Sáu năm qua anh ấy đã chịu đựng thế nào? Trần Kim Dung, anh ấy luôn âm thầm ủng hộ cô. Cô không những không tin anh ấy, còn tin lời dèm pha của hai tên này, còn gạt băng đi những gì anh ấy đã làm và đổ tất cả tội lỗi lên đầu anh ấy. Trần Kim Dung, công ty nhỏ bé của cô mỗi năm lỗ 1 2 triệu. Nghĩ sao mà bị lỗ? Đều do anh ta cờ bạc không ngừng. Anh ta thích khoe khoang và tất cả đều do họ ăn cắp, có chuyện đó thật sao? Đủ rồi, tiểu thư cô thư rốt lý. cuộc muốn làm gì? Đủ rồi, tiểu thư Lý, cô rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu thư Lý, hôm nay là ngày kết hôn của chị cô với gia chủ nhà Tiêu. Tên này lại mang theo hai tấm liễn đến. Cô không truy cứu lại còn nắm lấy chuyện nhà của giám đốc Trần, điều này có ý nghĩa gì? Ngươi im miệng, cô tiểu thư Lý. Xin hãy chú ý lời nói của mình, đây đều là khách mời do nhà tiêu mời đến, không thể để cô ở đây vô lễ phóng đãng, không cho phép tôi vô lễ phóng đãng. Tôi chính là vô lễ phóng đãng, có sao đâu, Kinh Hồng, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Minh Lãng, ngươi nghe cho rõ. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của nhà tiêu, một con chó chỉ biết sủa và cắn, còn tôi là chính thống của nhà Lý, nhị tiểu thư Lý, đây là nhà thờ tổ của nhà Lý. Ta ở đây đánh chết ngươi, ta xem tiêu ý có dám làm gì ta không cô tiểu thư này đang mượn cơ hội muốn làm rối loạn mọi thứ sao tiêu hàn ngươi rất đắc ý đúng không cũng tạm nhìn thấy thì thấy vui ngươi quả nhiên chỉ biết núp sau phụ nữ thật sự khinh thường ngươi trần tổng cô thật sự nghĩ mình là ai chỉ với đôi mắt mù lòa của cô có thấy điều gì quan trọng không lý kinh hồng con đã quậy đủ chưa con đã quậy đủ chưa hôm nay là ngày vui của chị con mà ở đây ầm ĩ thành cái gì con không có ầm ĩ con chỉ tiếp khách thôi, không nghe lời bào chữa. Con nói thêm một câu nữa, ta sẽ gả cho tổng quản tiêu. Bố, sao có thể như vậy được? Lý ba bá, chú đã đẩy một cô gái vào hố khổ rồi. Bây giờ còn muốn đẩy thêm một cô gái nữa vào sao? Cậu là cái thá gì chứ? Dám ở đây quản chuyện chúng tôi, đúng là chuyện nhà Lý. Tôi cũng không muốn quản, nhưng hai vị tiểu thư Lý này là bạn của tôi. Nếu họ không muốn, thì không ai có thể ép họ. Cha mẹ đặt đâu? Con ngồi đấy, đấy là bắt buộc. Nó là con gái tôi, tôi muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Tôi có thể ép buộc bà. Cậu có thể làm gì? tiêu hàn ngươi thật gan dạ đây là địa phận nhà lý ngươi dám phách lối trước mặt gia chủ nhà lý như vậy sao tiêu tổng quản còn gọi gia chủ nhà lý chắc phải đổi cách gọi rồi đúng đúng tôi nghe gia chủ nhà lý nói hứa gả tiểu thư thứ hai cho cậu còn không mau gọi là bố vợ đi ôi con bái kiến cha vợ bố cho dù con có chết con cũng nhất định không thể gả cho anh ta tiểu thư lý Việc hôn nhân lớn lao, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, việc này không thể để cô quyết định, Tiêu tổng quản địa vị cao quý, ở nhà Tiêu thì dưới một người, trên ngàn người. Người đàn ông như vậy so với cái kẻ bên cạnh cô thì mạnh hơn 10 vạn lần. Bố thật sự muốn ép chết con gái sao? Tiêu Minh Lãng ơi, cha vợ, ngài cũng đừng gấp gáp như vậy, mọi người ở đây cũng đừng ép tôi quá. Tôi chỉ nói cho vui thôi mà. Tiêu Hàn, tôi thật sự muốn gả kinh hồng cho Tiêu Minh Lãng, cậu có thể làm gì tôi chứ? Chú là cha của hai tiểu thư, tôi đương nhiên không thể làm gì chú. Nhưng nếu như đối tượng kết hôn của tiểu thư Lý không thích, thì con chó này sẽ xuống sân thôi. Tiêu Hàn ơi! ANHI không sao chứ? thủ đoạn thật cay độc. Toàn bộ xương cốt của Tiêu quản gia đã thành bột. Tiêu Hàn ngươi thật to gan, Tiêu tổng quản là trợ thủ đắc lực của nhà họ Tiêu dám làm hại hắn, ngươi tự mắt chứng kiến, ta có lý do gì mà không làm trái tim thật độc ác, thủ đoạn thật độc ác. Đây mới là sở thích thực sự của ta, bây giờ ngươi nên biết, trước đây ta luôn che giấu thân phận với ngươi. Với sức mạnh của ta, ta đã chịu đựng gia đình ngươi châm chọc ta suốt 6 năm, cả gia đình ngươi, thật sự nên đi chùa cảm tạ Bồ Tát bảo vệ lý ba bá chú còn muốn gả hai cô con gái cho ai nữa tiêu hàn đây chính là tổ đường ngàn năm của nhà họ lý ngươi dám ở đây làm bệnh người đâu đem hắn đi cho ta đánh chết hắn người đâu kéo hắn đi đánh chết hắn con xem ai dám động vào anh ấy đến bây giờ con còn bảo vệ hắn sao bố tiêu hàn làm tất cả vì hạnh phúc của con nên mới ra tay làm tổn thương người nếu phạt thì phạt con đi, con biết hắn đã phạm phải tội ác lớn cỡ nào không? Là bố ép con phải gả cho Tiêu Minh Lãng, tiểu Hàn mới ra tay giết tiểu Minh Lãng. Không sao. Cho dù chủ nhà Lý không gả cô cho Tiêu Minh Lãng, hắn nhất định sẽ bị giết, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhân cơ hội mà thôi. Anh không muốn để tôi gánh trách nhiệm sao? Được rồi, hãy tỉnh táo lại, không cần cầu xin hắn, cô yên tâm, không ai có thể làm tổn thương tôi. Ta đã lâu lắm không thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy ta biết ngươi có chút thủ đoạn và rất giỏi thì sao chứ ta có hơn trăm người ở bên ngoài cũng có thể làm ngươi kiệt sức được rồi vậy thì xin chú dạy bảo có thủ đoạn gì thì hãy mang ra hết đi tốt mọi người đừng có quá lớn tiếng đừng phá hỏng hôn lễ làm bị thương tiêu tổng quản và những hành vi ác độc khác đây là tổ đường ngàn năm của nhà họ lý ta với tư cách là thành viên nhà họ lý tuyệt đối không thể ngồi yên ta lý ra sẽ hết sức tiêu diệt kẻ này kẻ này sẽ bị ta tiêu diệt nhà họ trần chúng ta sẵn sàng hưởng ứng giết chết kẻ này Ta thật không ngờ người đầu tiên đứng ra là cô, có bất ngờ không? Ta thì không bất ngờ chút nào, người phụ nữ này vốn không thông minh. Cô ta không có khả năng, nhưng anh lại thường bỏ qua tội lỗi cho cô ta. Thực ra cô ta đã hối hận về việc ly hôn với anh từ lâu vì rồi? cái tự tôn đáng thương đó không chịu thừa nhận. Giờ đây tâm hồn đã cực kỳ méo mó, chỉ muốn hủy diệt anh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Điều ta hối hận nhất là ngày đó đã cứu ngươi từ bên bờ sông. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Với sức mạnh của ta, cho dù ngươi không cứu ta lúc đó ta cũng có lẽ sẽ không bao giờ chết nhưng ta vẫn xem ngươi như ân nhân cứu mạng tôn kính ngươi yêu mến ngươi muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho ngươi nhưng ta không ngờ ngươi và ta vốn là hai thế giới khác nhau nên không thể hòa hợp là do ta đã nghĩ quá nhiều đúng vậy ngươi và ta thật sự là hai thế giới ta trần kim hôm nay với ngươi hoàn toàn cắt đứt quan hệ chấm dứt ân nghĩa tùy ngươi ngươi cứu ta một mạng ta có 10 tỷ tài sản để trả lại từ giờ trở đi ngươi và ta không ai nợ ai Mọi người còn đứng đó làm gì? Hôm nay ta đã chọc giận hắn. Với sức mạnh của hắn, nếu thả hắn, mọi người ở đây, sau này ai còn dám ngủ yên? Trần tổng nói không sai, hôm nay nếu để kẻ này đi, sợ rằng ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Nhà họ Hoàng hưởng ứng lệnh nhà họ Lý, hôm nay sẽ không chết không ngừng. Nhà họ Hàn hưởng ứng lệnh nhà họ Lý, hôm nay sẽ không chết không ngừng. Nhà họ Triệu hưởng ứng lệnh nhà, nhà, nhà họ Lý, hôm nay sẽ không chết không ngừng. Nhà họ Chu hưởng ứng lệnh nhà họ Lý, hôm nay sẽ không chết không ngừng. Không chết không ngừng, không chết không ngừng không chết không ngừng, không chết không ngừng, không chết không ngừng, không chết không ngừng. Lúc này đây, giống như khoảnh khắc ấy. Các người thật có gan lớn. Dám lần nữa liên minh lại đối phó với đại nhân Vương gia người này tàn ác vô cùng Tội ác tài trời Trước mặt mọi người như thế này Đã đánh gãy toàn bộ xương cốt của Tổng Quả Tiêu Đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người Tôi biết vương gia có quen biết với người này nhưng cũng xin vương gia đừng nghĩ ngợi vớ vẩn. Trần Kim Dung, lòng dạ của ngươi thật độc ác, đại nhân đối xử với ngươi tốt như vậy. Ta và hắn đã cắt đứt ân tình, quá khứ không cần nhắc lại. Đúng vậy, ta với hắn thật sự đã cắt đứt ân tình, Huyền Diệp, tôi xem cô ta là người xa lạ. Đại nhân, ngài đã thông suốt, lẽ ra phải nghĩ sớm hơn. Thật tiếc bây giờ. Chúc mừng đại nhân. Loại đàn bà không biết tốt xấu hay biết không, ta đã muốn tát ngươi từ lâu rồi ngươi thật to gan đồ con điếm ngươi dám đánh ta này chờ chút này ta đang muốn tìm ngươi ngươi lại tự đưa mình tới việc ngươi ăn cắp bảo thạch và đổ tội cho chủ nhân ta đã muốn tìm ngươi tính sổ từ lâu vương gia ngài cứ như thế mà nhìn làm càng sao rốt cuộc ai mới là kẻ làm bừa cô trần trong lòng ngươi chắc phải hiểu rõ chứ sớm muộn gì bốn đại thiên vương cũng đến như sấm rền không ngờ trấn nam vương lại thiên vị như vậy thật không tin được điều đó thật khó tất cả đều là những ân oán cá nhân của họ giáo chủ lý sao thế ngươi có ý kiến gì? Tốt thôi, cứ cho là đó là ân oán cá nhân của họ. Vậy còn hắn thì sao có phải cũng là ân oán cá nhân không? Cho dù là ân oán cá nhân thì có cần xuống tay nặng như vậy không? Các ngươi đều muốn cùng đại nhân không chết không thôi sao? Còn dám nói đại nhân xuống tay nặng? Chúng ta là báo thủ cho tổng quản tiêu, có lý do chính đáng báo thủ cho một con chó canh cửa, thì có gì gọi là lý do chính đáng? Không ngờ ngươi, một chấn nam vương đàng hoàng, lại thiên vị như vậy. Vậy với chủ gia họ tiêu đến nói chuyện thì thế nào? Ngươi muốn buộc tội ta? Tốt thôi. Những năm qua, ta bị buộc tội không ít rồi. Còn thiếu hai nhà các ngươi thôi. Ngươi! Các ngươi thật sự không biết sống chết. Từ giờ trở đi, Nam Vân Thành sẽ không còn bốn gia tộc lớn nữa. Vương gia, ngài nhiều lần giúp đỡ kẻ hung ác này, thật khiến chúng ta lạnh lòng. Không sai, vương gia, bốn gia tộc chúng ta đã đứng vững ở Nam Vân Thành trăm năm. Nắm giữ sinh kế của hàng triệu người. Ông dám động vào chúng ta, thì đừng trách chúng ta với ông một mất một còn. Vương gia, Ta tự biết thực lực mình kém xa ngài, nhưng thỏ cũng sẽ cắn người mà, ngươi muốn diệt bốn gia tộc chúng ta thì dễ, nhưng trước khi chúng ta chết, sẽ khiến cả Nam Vân thành đảo lộn. Dân chúng không yên ổn, vương gia, những gì ngài đã làm thật khiến chúng ta thất vọng, hôm nay ta sẽ không nể mặt ngài nữa. Tốt tốt tốt, thật sự có tiến bộ, dám cắn người rồi, ta thật muốn xem, bốn gia tộc các ngươi có thể gây ra sóng gió gì. Cứ việc làm đi. Chống lại bốn gia tộc, còn có nhà Vương, Hứa, Hoàng và vài nhà. Còn có nhà Trần, nhà Trần của Trần Kim Dung, nhà Trần, Tiêu Hàn. Ta thật muốn xem, ngươi còn có thể giả vờ mạnh mẽ đến bao giờ. Này, công ty bị niêm phong là chuyện gì vậy? Công ty bị niêm phong rồi. Chị Trần, công ty chúng ta phá sản rồi. Cái gì? Cái gì? Công ty phá sản. Ngươi nói rõ đi, công ty xảy ra chuyện gì chắc chắn không thể nào. Rốt cuộc là sao? Nói ngay, cổ phiếu giảm mất hết, thiệt hại 10 tỷ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bốn đại gia tộc đều không còn. Con gái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đều không còn. Công ty, nhà cửa, xe cộ đều bị niêm phong, đến cả tài khoản ngân hàng cũng bị phong tỏa, nhà họ Trần phá sản, không thể nào, tuyệt đối không thể. Là ngươi, ngươi trả lại tiền cho nhà ta đi. Ta đã muốn đánh con mụ già này lâu rồi đây chính là sự báo thủ của ngươi sao trần tiểu thư vừa rồi ngươi đã nói ngươi và ta đã cắt đứt quan hệ đã tuyệt sao nếu ngươi đã chọn làm kẻ thù của ta thì phải chuẩn bị tâm lý bị ta đánh bại ta đã từng nói qua người phụ nữ này rất giả dối cô ta nghĩ cô ta có thể làm bất cứ điều gì nhưng anh không thể dùng cách của cô ta để đối phó với cô ta lý nhị tiểu thư nói đúng người phụ nữ này luôn như vậy thật sự rất kiêu ngạo tự kiêu cực kỳ các người im miệng đi tiêu hàn rốt cuộc ngươi là ai có thể khiến vương gia giúp ngươi như vậy thời gian đã đến cô dâu chú rể vào lễ đứng lại đứng lại cứu tôi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tiêu hàn anh thật sự đã đến tôi đến để cưới cô tiêu hàn tất cả đều do ngươi làm đúng vậy không thể nào ngươi chỉ là một phế vật vô dụng sao có thể làm được điều này trưởng gia lý rốt cuộc đã xảy ra ta chuyện cũng gì? không rõ ngoài việc tiêu minh lãng bị hắn phế bỏ ra mọi chuyện khác đều do hắn làm trấn nam vương tiêu minh lãng ngươi đã làm gì ngươi không phải đã gửi quà cho bốn đại thiên vương rồi sao tôi đã gửi đã gửi rồi mà trấn nam vương ra ta cần một lời giải thích Võ thần điện chủ không phải đã tự mình ra lệnh, cho phép tiểu gia ta gia nhập Võ thần điện rồi sao? Vậy tại sao vẫn nhắm vào ta Vương gia? Thiếu gia Tiêu, ngài đã hiểu lầm rồi, ta chưa bao giờ nhắm vào nhà họ Tiêu. Ta nhắm vào, chỉ là những tên bầy tôi loạn đảng mà thôi. Bầy tôi loạn đảng, đúng vậy, kích động náo loạn, nhắm vào ta, nếu không phải là bầy tôi loạn đảng thì là gì? Đối với gia chủ nhà họ Tiêu, ta vẫn rất tôn trọng. Hắn tự xưng như vậy, không lẽ là vị điện chủ Võ thần đó sao? Đối với hắn rất yêu ái xin hỏi trấn nam vương gia điện chủ võ thần điện đã đến chưa đã đến rồi thiếu gia tiêu cứu mạng cứu chúng ta một mạng thiếu gia tiêu ngài nhất định phải cầu xin cho chúng tôi trước mặt điện chủ đúng vậy trấn nam vương lạm dụng quyền lực dùng quyền mưu lợi riêng ngài nhất định phải tố cáo vị điện chủ đó im miệng vương gia mấy người này đều là bạn của ta cũng là khách mà ta mời hôm nay có lẽ giữa mọi người có chút hiểu lầm không biết ngài có thể nề mặt ta Nương tay một chút, thả họ một lần, không thể được. Vương gia, sao có thể chơi đùa ta chứ? Ta làm sao đùa giữa ngươi? Ngươi vừa nói rất tôn trọng ta. Vương gia kính trọng đối tượng là gia chủ tiêu gia. Ta không phải là gia chủ tiêu gia sao? Vậy còn trưởng gia của ngươi thì sao? Tiêu Hàn, sao kiếm nhà tiêu lại ở trong tay ngươi? Là chó trung thành nhất của ngươi, tiêu minh lãng tặng cho ta tiêu minh lãng tôi không có tôi không có nhẫn là do hắn làm giả nhẫn ra chủ tiêu ra là được chế tạo bằng sắt thiên ngoại không thể chém không sợ nước lửa ngươi làm giả một cái cho ta xem tôn hồng cảnh là ngươi là ngươi đã tố cáo ta với thuộc hạ của vũ thần lén lút đưa cho hắn ngươi thật to gan dám phản bội vũ thần không biết ngươi đã cùng tôn hồng cảnh kết hợp như nào nhưng ngươi nghĩ có được nhẫn đó thì ngươi đã là người nhà tiêu rồi sao ôi chẳng lẽ còn có thủ tục khác nào ngươi nghĩ ngươi sáng lập tiêu gia ư chẳng lẽ ngươi không biết kiếm gia chủ chỉ tương đương với hồ phù áp dụng cho các tình huống khẩn cấp nhưng chỉ cần ta còn sống thì tiêu gia hàng vạn tinh nhuệ nhà tiêu đều nghe lệnh ta dù ngươi đã lừa lấy nhẫn gia chủ họ cũng không công nhận ta cũng không kỳ vọng họ sẽ phục tùng ta cũng không cần tinh nhuệ của ngươi ta có thể nhận nhẫn gia chủ hoàn toàn là vì ngươi không xứng đáng ta không xứng ư ngươi kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc dám nói ta không xứng ngươi là con của tỷ thiếp có tư cách gì để cạnh tranh gia chủ ngươi tuy là con của thiếp nhưng cha luôn yêu thương ngươi nhưng ngươi lại cùng mẹ hắc ám không rõ lai lịch kết mưu hại cha sau đó còn truy sát ta nhiều lần tất cả những điều này ta đều nhớ lại rồi vậy thì sao thắng thua là quy luật con quái vật già đó ngày đó đã có kế hoạch lập ngươi làm gia chủ tiếp theo nếu ta không hành động người chết sẽ là ta vị trí gia chủ đó quan trọng với ngươi như vậy sao Đương nhiên, người đàn ông không thể chịu đựng nổi lúc sống chết cũng phải hãm hại, một bên là làm gia chủ, một bên là một phế vật ăn chơi chắc táng. Ta thả chết, cũng không chọn cái sau. Vậy ngươi có biết, dù ngươi không giết cha, ta cũng không thể làm gia chủ được. Ngươi muốn nói cho ta biết ngươi tâm tính cao thượng, không mơ ước vị trí gia chủ sao cũng không hẳn như vậy. Chỉ là lúc đó ta đã có sư phụ, sư phụ ta không cho phép ta làm gia chủ. Quốc chủ cũng tuyệt đối không cho phép. Quốc chủ, ngươi thật biết khoác lác. Ngươi nói cho ta biết sư phụ của ngươi có thân phận gì. Không tin thì thôi, ta cũng không định giải thích với ngươi. Tiêu Hàn, anh đã hồi phục hết ký ức. Đúng vậy. Vậy anh có nhớ em không? Đương nhiên, Đồng Yên, tôi suýt nữa phụ lòng cô. Huyễn Y Tiêu Hàn ca ca Khi lớn lên, ngươi cưới ta nhé. Đợi ta lớn lên, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Cái nhẫn này là tín vật ta tặng cho ngươi đợi ta lớn lên có tiền rồi ta nhất định sẽ đổi cho ngươi một cái nhẫn kim cương lớn nhất ta không cần những kim cương lớn ta chỉ cần cái nhẫn nhựa này vậy cả hai cái đều muốn trẻ con mới chọn lựa người lớn đều muốn cả ngươi tin ta đợi ta lớn lên ta giàu có ta nhất định sẽ đổi cho ngươi một cái nhẫn kim cương lớn nhất cưới ngươi vào cửa tiêu hàn ca ca ta luôn tin tưởng ngươi vậy kết hôn với ta nhé Vậy bây giờ chúng ta kết hôn. Tại đây, tốt, tại đây. Bây giờ kết hôn, Tiêu Hàn, ngươi dám công khai cướp vợ của ta. Như vậy thật là nhục nhã, ta, Tiêu Giã, nếu không báo thủ, ta không phải là người. Người đâu, giết hắn cho ta. Người đâu, giết hắn cho ta. Tôn Hồng Cảnh, hôm nay ngươi nhất định phải đối kháng ta sao? Đúng vậy, vậy thì ngươi cũng cùng đi chết đi. Đừng nghĩ ngươi là vương gia Trấn Nam, ta không sợ ngươi. Thật lòng mà nói, ta đã mai phục hơn vạn tinh anh nhà Tiêu bên ngoài cho dù ngươi có uy phong thế nào trước hơn vạn tinh anh nhà tiêu ta chỉ có con đường chết thôi ngươi còn dám giết ta vậy ngươi làm sao mà báo cáo với thần điện đây đương nhiên là ngươi đã phản bội thần điện chiếc nhẫn nhà tiêu này chính là tặng cho thần điện nhưng ngươi lại lén lút giữ lại cho tên phế vật này ta giết ngươi là chuộc tội ngươi đang đổ oan cho ta chiếc nhẫn đó ta đã sớm giao cho võ thần điện nói nhảm ngươi đưa nhẫn cho thần điện nhưng quay về tay hắn nhẫn này là giả đấy giả mạo ngươi lằng nhằng nói cái gì thế nhanh gọi người vào đây giết hết những kẻ phản bội đến lúc đó chúng ta nói lại là được sao cha đã đến lúc này rồi sao cha còn phải giúp đỡ tiêu dã như vậy đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi bây giờ hãy trả lại con gái cho ta cha cha con không cho phép cha làm như kinh vậy. hồng con cũng phản bội ta sao người phản bội chính là cha tại sao cha lại cố chấp như vậy bởi vì năm đó âm thầm hại cha ta cả đời hắn cũng có phần cái gì tiêu thiếu ra hành động đi đừng làm tổn thương hai cô gái này họ là con gái tôi nhưng hôm nay nhất định phải nhìn thấy tiêu hàn chết đúng tiêu hàn nhất định phải chết các người hãy chờ xem hơn vạn tinh anh nhà tiêu của ta sẽ xé xác các ngươi ra sao cái gì mà hơn vạn tinh anh tiêu dã ngươi muốn làm gì ba vị vương các ngươi đến đúng lúc ta muốn báo cáo báo cáo gì tôn hồng cảnh phản bội võ điện đem báu vật gia chủ nhà tiêu ta tặng võ điện cho tên kia ngươi nói chuyện này à chúng ta biết khi đưa cũng có ta ở đó chúng ta đã cùng đưa cái gì Tứ đại thiên vương, thế mà cũng phản bội thần điện, lý gia chủ có thể ăn bừa. Nhưng lời không thể nói bậy, chúng ta tứ đại thiên vương đối với võ thần điện trung thành vô cùng. Người phản bội là ngươi, đừng nghĩ chúng ta không biết ý định của ngươi chính là muốn toan tính võ thần điện. Đấu tranh với quốc vương, ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Những tinh anh hơn vạn bên ngoài mà ngươi sắp xếp đã bị chúng ta tiêu diệt, đều là một đám gà đất chó mèo không chịu nổi một kích. Không, không thể nào, các ngươi biết như thế nào. Tiêu Hàn, ngươi vừa nói, sư phụ của ngươi không cho phép ngươi làm gia chủ nhà tiêu đúng vậy ngươi còn nói quốc chủ cũng sẽ không cho phép đúng tiêu hàn rốt cuộc là chuyện gì sao lại làm kinh động quốc chủ không biết nhưng sư phụ của hắn nhất định rất lợi hại thì tiêu minh lãng mới thê thảm như vậy hình như có một khả năng là sư phụ của hắn quá lợi hại không chỉ sư phụ hắn lợi hại có thể nói sau này hắn còn sẽ kế thừa một thế lực mạnh mẽ ý của ta là hắn kế thừa được thế lực đó nếu lại làm gia chủ nhà tiêu hai thế lực hợp nhất e rằng vượt qua khả năng chịu đựng của quốc chủ, vì vậy quốc chủ tuyệt đối sẽ không cho phép việc này xảy ra. Ai có khả năng như vậy, nếu hắn không khoác lác, đã đến mức này rồi. Còn ai nghĩ hắn sẽ khoác lác nữa? Không thể nào, không thể nào, điều này tuyệt đối không phải. Đại hộ pháp võ thần điện, huyền dực chấn đông chư, thiên ngoại chấn tây ngô, uy đức chấm, nam tôn hồng cảnh chấm, bắc từ ngọc khánh, đại diện cho điện võ thần, hàng triệu thánh binh kính chào điện chủ. Ta đã đích thân đẩy vị chủ tiệm võ thần vào lòng. Hóa ra hắn thật sự là chủ võ thần điện, vị võ thần tối cao ấy, là chúng ta trần gia đã nhìn nhầm, lấy rể vàng mà coi là phế vật. 50 năm qua ta sống thật vô nghĩa. Ôi, cha không sao chứ, hàn gia giờ hoàn toàn xong rồi. Ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, để lưu đầy nhà hàn 3.000 dặm. Cầu điện chủ cho nhà hàn một đường sống. Ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, hoàng gia lưu đầy 3.000 dặm, cầu điện chủ để lại cho hoàng gia một đường sống. Chúng ta cũng tự nguyện dâng lên tính mạng lưu đầy ba nghìn dặm cầu điện chủ cho chúng ta một lối sống ngươi là chủ võ thần điện thì sao ta là gia chủ nhà tiêu ta thành tài từ khi còn trẻ mười tuổi đã đánh bại 10 cao thủ của quốc hạ tiêu hàn ta không sợ ngươi đâu Câu chuyện về kiếm cứng bẩm sinh không sai, dù ngươi là chủ của võ thần điện, mẹ ta cũng không kém cạnh gì so với ngày hôm nay. Ta sẽ chém ngươi chết. Chịu chết đi. Đây chính là chuyện ngày xưa giữa ngươi và người mẹ độc ác của ngươi, âm thầm hại và rút hết nội lực của cha ta. mọi việc tiến triển thế nào rồi hắn và tiểu thư lý đang chuẩn bị cho hôn lễ kẻ đã hại chết cha ta là có ba kẻ đã hại chết cha ngài em trai cùng cha khác mẹ của ngài tiêu dạ gia phụ của ngài lý thiên long kẻ thứ ba chính là mẹ của tiêu dã nhưng lại để hắn chạy mất nhưng tôi đã điều tra được danh tính của bà ta công chúa huyền ngọc cung anh rể không hay rồi chị tôi dẫn người đi truy đuổi mẹ của tiêu dã rồi cô ấy nói sẽ dùng người phụ nữ đó để đổi mạng cho cha tôi cái gì thông báo bốn đại thiên vương theo tôi đại nhân vậy hôn lễ của ngài với tiểu thư đồng yên con chuẩn sao? bị không để sau hãy nói anh rể đợi tôi với nếu là để đối phó với tiêu hàn ta sẵn lòng hợp tác với ngươi võ thần điện tuy mạnh nhưng cũng không phải vô khuyết phải biết rằng mềm dẻo có thể khắc cứng cung xuyên nữ chúng tôi chính là khắc tinh của võ thần điện thể chất của ngươi thực sự rất phù hợp để tu luyện công pháp của cung xuyên nữ nhưng cái giá phải trả trong đó cũng rất lớn ngươi có thể hy sinh bao nhiêu tôi sẵn lòng hy sinh mọi thứ